Giờ phút này, kỳ lương cũng trầm mặc lại, hiển nhiên sự tình lúc này, không phải một vị trưởng lão chân tiên cảnh như gã có thể tham dự. Cả tòa đài cao lập tức lặng ngắt như tờ, người người đều biến thành trầm mặc không nói, bầu không khí tràn đầy áp lực. Âu Dương Khuê Sơn, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào. Tiêu Tấn Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại tràn ngập một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đám người Âu Dương Khuê Sơn không đáp lời nhưng một tay cầm lấy xiềng xích màu vàng, một tay bắt đầu bấm pháp quyết. Một cỗ chấn động mãnh liệt từ trên người 10 tên kim tiên phóng lên trời, trải rộng phạm vi trăm dặm trong hư không. Những nơi chấn động đi qua, hư không giống như mặt nước nổi lên rung động mà mắt thường có thể thấy được, cảnh sắc cũng lộ ra có chút mơ hồ không rõ. Lồng da màu vàng trong chấn động kia chợt hiện kim mang trên bề mặt, ở trên lại ngưng kết từng sợi dây nhỏ màu vàng như vô số cải vòi chẳng chịt đâm về phía Bách Lý Viêm. Ngay lúc này ở hướng Tây Nam, sau lưng một hồi bào lão giả khống chế xiềng xích màu vàng đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang trắng như tuyết, một hoa ảnh của đóa tuyết liên cực lớn từ trong hư không hiện ra. Khóe mắt Âu Dương Khuê Sơn liếc thấy màn này, lập tức kinh hãi, lớn tiếng kêu. phân nghe, không thể, lời gã còn chưa dứt, bên trong hoa ảnh tuyết liên chấp động hào quang, ở giữa bỗng nhiên hiện ra một đạo trưởng ấn trong suốt như ngọc, trắng như tuyết đánh vào phía sau lưng tên kim tiên đạo chủ kia. Trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra một viên châu óng ánh, trong nháy mắt đã đến gần lưng của ô ao giả trợt nổ tung, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, gào thét hình thành một vòng hào quang chói mắt trắng như tuyết. Hồi bào lão giả đang khống chế đại trận xiềng xích, tâm thần vốn là đã hao phí rất nhiều, mà tên nam tử tóc vàng và nữ tử mang lụa đen chủ yếu phòng bị hô ngôn đạo nhân, căn bản không nghĩ tới vân nghi sẽ có hành động ra tay không khôn ngoan như thế. Do bất ngờ không kịp đề phòng, lão chỉ kịp phóng xuất ra linh quang hộ thể, căn bản không kịp xuất ra bất kỳ pháp bảo nào, liền bị một trưởng vỗ vào phía sau lưng. Chỉ nghe một tiếng bịch vang lên, linh quang trên người lão giả bỗng nhiên tản ra, lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây không tự chủ được bay về phía trước, đâm vào lồng da màu vàng đang vây khốn bách lý viêm. Tuy rằng một tay lão vẫn nắm chặt sợi xiềng xích màu vàng, nhưng tay bấm niệm pháp quyết kia cũng đã buông lỏng ra. Sau một khắc, lồng da màu vàng sáng bóng run lên, bách lý viêm ở trong đó phát ra từng tiếng cuồng tiếu chấn động ngàn dặm hai mắt rực rỡ xích mang bắn ra hai đạo xích quang giống như thực chất cùng lúc đó khí tức trên người y cũng tăng mạnh trên bầu trời tiêu tấn hàn hừ lạnh một tiếng đại thủ đột nhiên vung xuống dưới ống tay áo rộng thùng thỉnh dù không gió cũng tự tung bay một đạo phù lục chữ triện lập lè kim quang từ trong bay nhanh ra phía trên dập dờn từng trận pháp tác chấn động giống như đạo lệnh tiễn bắn thẳng đến lồng giam màu vàng Hồ môn đạo nhân thấy vậy không nói hai lời giơ một tay lên phóng ra một viên cầu màu xanh phủ đầy phù văn đồng thời cắn đầu lưới phun một ngụm máu lên trên hầu như cùng một thời gian nam tử tóc vàng vốn đang ngăn trước người hô môn lập tức khẽ vẫy tay kim luân sau lưng gã lập tức phóng lên trời xoay tròn tiết mù phóng thẳng đến viên cầu về phần nữ tử mang lụa đen tức thì thân hình ả hóa thành một vệt bóng đen bay vọt về phía vân nghe. hô môn đạo nhân trợn hai mắt dâu tóc dựng đứng hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết miệng hô khẽ một tiếng nhanh chỉ thấy viên cầu màu xanh dính vào máu tươi phía trên hiện ra từng đạo kim văn dày đặc, bỗng nhiên sáng rõ, mơ hồ một cái liền biến mất không thấy. Kim Luân do tên thanh niên tóc vàng tế ra căn bản không cách nào đuổi kịp. Tiếp theo trong nháy mắt, viên cầu màu xanh đột nhiên xuất hiện ở sát đạo phù lục màu vàng kia, ánh sáng kim văn trên đó trong nháy mắt đạt đến cực đỉnh, rồi trực tiếp nổ tung. Chỗ ánh sáng màu xanh nổ, bay lên một đoàn mây mù màu xanh cực lớn, hóa thành một mảnh sóng khí tràn đầy vô cùng mãnh liệt cuốn về bốn phương tám hướng. Không đợi mây mù màu xanh tản ra, phía dưới bỗng nhiên có một đạo kim quang xẹt đến. Trên tấm phủ lục màu vàng luôn lập loè hào quang không hư hao chút nào, tiếp tục bay về phía lồng giam. Khi tấm phù lục kia sẽ rơi vào lồng giam màu vàng thì trong hư không chợt có một đạo kiếm quang trong suốt mắt thường không cách nào thấy rõ, như là nước róc sách chảy qua, đánh lên phía trên nó. Chỉ là vang lên một tiếng phốc, khi mà hầu như tất cả mọi người không có chú ý, đạo kiếm quang như nước chảy kia cũng đã tiêu tán vô hình mà phù lục màu vàng bị đánh trúng kia khiến đường bay của nó bất chi bất giác cũng đã chết đi, tuy rằng vẫn đang rơi thẳng xuống phía dưới, nhưng căn bản lại không có khả năng rơi xuống phía trên lồng giam. Hết thảy mọi việc như dài rằng dặc kỳ thực chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. chương 330, hỗn loạn, hiện trường một mảnh yên tĩnh, trên quảng trường, tu sĩ cấp thấp thì không cần phải nói, còn hơn ngàn tu sĩ chân tiên cảnh trúc long đạo ở trên bậc thềm, cũng bị loại giao phong tốc độ như ánh sáng trước mắt làm cả kinh, sắc mặt đại biến, câm như hến. Trong đôi mắt hàn lập tức thì lóe lên một tia lam mang, với thị lực của mình, tất nhiên hắn nhìn thấu triệt màn này. Cung chủ Bắc Hàn Tiên cung tiêu tấn hàn thả ra tấm phù lục màu vàng huyền diệu dị thường có thể bỏ qua một kích huy lực không tầm thường của hô môn lão đạo, nhưng lại bị đạo kiếm quang trong suốt do cung chủ thương lưu cung lạc thanh hải phất tay phát ra phá giải. Tuy trên danh nghĩa, tiên cung là thế lực lớn nhất chấp trưởng Bắc Hàn Tiên vực, nhưng hiển nhiên trong đó quan hệ cùng thương lưu cung có chút vi diệu, ít nhất vị cung chủ tiên cung tiêu tấn hàn cũng không thể xem thường lạc thanh hải được trên bầu trời tiêu tấn hàn nhàn nhạt liếc nhìn lạc thanh hải trên mặt nhìn không ra thần sắc biến hóa gì thân hình mơ hồ một cái từ đám mây hạ xuống y bay thẳng đến phía bạch ngọc đài cao đôi mắt lạc thanh hải khẽ nhúc nhích lồng tay áo chậm rãi thu lại vung tay áo lên quay người ngồi trở lại trên ghế rồng màu vàng chỗ đó hoa lớn màu thủy lam vẫn như cũ không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung cũng không có ý định rời đi phía trên có hơn 10 tên tu sĩ si áo lam, bộ dạng gặp biến nhưng không sợ hãi chút nào. Gờ rào, tiêu tấn hàn chưa kịp hạ xuống, chỉ nghe một tiếng rồng gầm bỗng nhiên vang lên. Bách Lý Viêm bị khốn trong lồng giam, trong đôi mắt y ngưng thực hỏa diễm. Tay y móc thành chảo, đột nhiên giơ lên, đánh tới lồng giam màu vàng phía trước người. Bề mặt chảo thủ hiện lên liệt diễm vàng dòng cháy hừng hực, theo tiếng gió gào thét, ngưng tụ thành một cái đầu rồng cổ quái dữ tợn. Đầu rồng phun ra hơi thở, rồi đột nhiên lao mạnh một chỗ trên lồng da màu vàng một tiếng nổ rầm rung trời một cột kim trụ ở chính giữa lồng da màu vàng bị đầu rồng liệt diễm giữ tợn há cái miệng khổng lồ nuốt mất phù văn màu vàng phía trên liệt diễm hừng hực không ngừng tuôn ra tiếp theo biến hình vặn vẹo rồi hoàn toàn tan vỡ giống như nhà bị phá mất cột trụ sau khi cột kim trụ thứ nhất bị hủy thì ngay sau đó vài cột kim trụ khác liên tục sụp đổ khiến cả tòa lồng da màu vàng giống như một tòa nhà nghiêng ngả sụp xuống trên bạch ngọc đài cao một vòng hào quang màu vàng vô cùng chói mắt ầm ầm nổ tung. Hơn 10 cái hư ảnh đầu rồng lập tức trùng kích bốn phương tám hướng, hóa thành một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ vỡ bờ tràn ra. Những nơi đi qua, hư không nổi lên từng trận kim mang có chút mơ hồ. Ngay sau đó, nương theo một tiếng vang thật lớn, màn sáng cấm chế bao phủ toàn bộ ngọn núi triệt để chấn động, tan vỡ. Phía dưới, nửa tòa bạch ngọc đài cao cũng ầm ầm nứt vỡ. Tâm thần tám tên kim tiên đạo chủ điều khiển cấm chế rung mạnh, cả bọn vội vàng gọi ra pháp bảo hộ thể ngăn cản trước người dưới trùng kích cuồng bạo thân thể bọn họ vẫn không tự chủ được bắn ngược ra ngoài mấy người ở giữa vừa lúc bị hư ảnh đầu rồng đánh chúng phòng bảo hộ pháp bảo trước người trực tiếp vỡ tan bọn chúng há miệng phun ra máu tươi rơi thẳng xuống phía dưới thân ảnh hô môn đạo nhân nhoáng một cái lách mình đến bên cạnh vân nghe đang rằng co cùng nữ tử lụa đen dùng xích hà khẽ quấn ngăn lại mấy đạo hư ảnh đầu rồng rồi lão cùng nàng bay xuống bạch ngọc đài còn lại hơn 30 tên phó đạo chủ, tuy được hơn 10 tên kim tiên đạo chủ che chắn phía trước nhưng từng tên một bị dư chấn do vụ nổ của Bạch Ngọc Đài Cao làm ảnh hưởng, nghiêng ngả trái phải nhưng cũng thừa cơ đó phi độn ra tứ phía. Kể từ đó, hơn ngàn tên tu sĩ chân tiên cảnh ở bậc thềm cũng thừa dịp hỗn loạn tẩu tán ngay lập tức. Cả bọn vội vã thi triển thủ đoạn, hóa thành độn quang đủ loại màu sắc, chạy trốn tư tán. Dù sao lúc trước có chỗ cố kỵ người tiên cung nên không ai dám bỏ chạy đầu tiên, để tránh trở thành cái đích bị tấn công, tất cả mọi người đang chờ đợi cơ hội này. Hàn Lập và Kỳ Lương lẫn lộn trong đám người, cũng chọn một hướng vội vã bỏ chạy. Vô số băng tinh toái thạch nổ tứ tán, gần 10 vạn tu sĩ cấp thấp ở bốn phía quảng trường đều thần sắc đại biến. Một số người phản ứng nhanh một chút, sớm đã tế ra pháp bảo, độn quang rời đi. Những người còn lại phản ứng hơi chậm, nhưng cũng bắt đầu tẩu tán lập tức. Trong lúc nhất thời, trên bạch ngọc phong xuất hiện ngàn vạn lưu quang bay vụt bốn phía, như pháo nở rộ trên bầu trời sáng lạn vô cùng trên bầu trời cạnh bạch ngọc phong lạc thanh hải một tay kết pháp quyết lập tức sáng lên một màn nước màu lam bao phủ đóa hoa lớn màu lam vào trong khi cơn cuồng phong quét tới nó chẳng qua chỉ hơi rung động một chút rồi khôi phục nguyên trạng bên kia phó cung chủ tiên cung tuyết oanh cũng giơ tay áo lên lập tức bên ngoài xe kéo màu trắng bạc xuất hiện một vòng bảo hộ hơi mở như một cái lồng bao phủ bên ngoài ánh mắt à liền chuyển một cái rơi vào trên người Lạc Thanh Hải cách đó không xa. Lạc Thanh Hải phảng phất như không thấy ánh mắt của Tuyệt Oanh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng bình chân như vậy. Tiêu Tấn Hàn đuổi sát xuống, như không thấy sóng khí trùng kích tới, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục lao xuống phía dưới. Ầm ầm, lại một tiếng nổ, quanh khuôn mặt Tiêu Tấn Hàn toát ra hàn khí âm u, trong hư không xương trắng bốc lên, ngưng kết thành một tòa băng phong màu trắng cực lớn, có xu thế như thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp đập vào bạch ngọc đài cao bạch ngọc đài cao vốn đã sụp đổ hơn phân nửa nào chịu được cú đập như vậy lần này hoàn toàn nổ tung toàn bộ ngọn bạch ngọc phong cũng theo đó chấn động kịch liệt bên ngoài bạch ngọc phong hàn lập một bên theo dòng người bay vút ra ngoài một bên nhìn về phía trung tâm ngọn núi ở xa xa chỉ thấy chỗ đó băng tinh và đống đá vụn chất đống thành núi đã là một mảnh hỗn độn ngổn ngang đúng lúc đó phía dưới băng tinh bỗng nhiên sáng lên hào quang đỏ thẫm ngay sau đó chợt nghe một tiếng keng vang lên sắc nhọn một cột xích diễm dài có kích thước cỡ cánh tay người trưởng thành từ phía dưới băng tinh phóng lên nó nổ tung ra trực tiếp tách đống băng tinh và đá vụn như ngọn núi nhỏ thành hai nửa một tiếng hét to vang lên thân ảnh bách lý viêm từ trong núi băng bị phá vỡ bay vút lên xích diễm bắt đầu nổi lên phía dưới gã bay vút về phía hai người hô ngôn đạo nhân cổ tay tiêu tấn hàn rung lên trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm óng ánh phía trên có một làn xương mù sáng như tuyết trắng quấn quanh như con rắn y hướng phía dưới mà bổ kiếm xuống, chỉ thấy giữa không trung biển mây bốc lên, mấy trăm đạo hàn khí màu trắng ngưng tụ thành hình dáng như mãng xà khổng lồ, vặn vẹo uốn éo, như là quần long xuất du, xu, ép xuống đầu bách lý viêm. Tiêu tấn hàn, muốn bắt ta, cứ thử xem, bách lý viêm hét to một tiếng, trong tay cầm một thanh trường kiếm lượn lờ xích viêm, gã bấm kiếm quyết, hoành kiếm quét một cái. Trong hư không lan tỏa ra một cỗ khí thức nóng rừng rực, mấy trăm cột hỏa diễm lớn từ hiện ra trong hư không trước người gã, trực tiếp khuấy đảo đám hàn khí mãng xà trắng. Ầm ầm, một hồi âm thanh tiếng sấm liên tục vang lên, trên cao không, xích diễm thiêu đốt hừng hực đang trùng kích với băng tinh cao vạn trượng, mỗi thứ chiếm cứ một nửa bầu trời. Trên quảng trường đã sớm trở nên hỗn loạn, Lạc đại cung chủ, chẳng lẽ người thật sự muốn khuấy vũng nước đục này, làm khó dễ Bắc Hàn Tiên cung ta sao? Giữa không trung, Tuyết Oanh đột nhiên mở miệng nói, Tuyết tiên tử đang nói gì vậy? Lạc Mộ có chút nghe không hiểu, lần này chẳng qua là ta mang vài tên đệ tử tới đây tham quan học hỏi mà thôi giữa các người có mâu thuẫn gì có liên quan gì đến thương lưu cung ta chứ lúc này lạc thanh hải mới thản nhiên liếc nhìn tuyết oanh chậm rãi nói lư việt đồng kiệt mấy người các ngươi tìm hô môn đạo nhân tuyết oanh nghe vậy ánh mắt sang bên cạnh là một gã nam tử ngự kiếm dáng người cao gầy và một gã đại hán dâu quai nón phân phó vâng lư việt lên tiếng rồi cùng mấy người bên cạnh phi thân rời khỏi chiếc xe kéo màu trắng bạc bay về một hướng. Lạc đại cung chủ, thiếp thân đi trước một bước, tuyết oanh nói xong, liền thu lại chiếc xe kéo màu trắng bạc, hóa thành một đạo bạch hồng, đuổi tới phía tiêu tấn hàn và bách lý viêm bên kia. Trung quanh quảng trường bạch ngọc phong giờ phút này, khắp nơi sớm đã trở nên hoàng tàn, thi thể hài cốt đầy đất. Thân hình hô ngôn đạo nhân lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn lên bầu trời nơi bách lý viêm đang giao phong cùng tiêu tấn hàn, còn vân nghe đang đứng sóng vai cùng lão. Ngay lúc này, một phủ ảnh màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống, những nơi nó đi qua hư không chung quanh vặn vẹo một hồi, chuyển đến từng trận lực lượng. hô ngôn đạo nhân sớm có dự liệu, bước một bước dài, kéo vân nghe qua, quanh thân lóe lên xích quang, tránh sang bên cạnh. Thanh cử phủ này phách không một cái, phủ ảnh to lớn nện vào mặt đất ầm ầm, lập tức khiến cho mặt đất rung mạnh một hồi. Trên quảng trường, mặt đất không ngừng nứt vỡ, rồi xuất hiện một cái rãnh cực lớn dài hơn ngàn trượng, sâu không thấy đáy không ít tu sĩ cấp thấp không kịp chạy trốn, ao ao bị cuốn vào trong đó, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã lập tức vẫn lạc. Ngay sau đó, tên đại hán dâu quai nón đổng kiệt vung hai tay lên, một thanh khai sơn cửa phủ khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, bảy tên tu sĩ tiên cung do tên nam tử ngự kiếm lưu Việt cầm đầu đột nhiên xuất hiện ở bốn phía quảng trường, vây hai người hô ngôn đạo nhân vào giữa. Tám người này lúc trước không biết dùng thủ đoạn gì che giấu tu vi, giờ phút này tất cả đều tản ra linh áp kim tiên cảnh, trong đó khí thức lưu Việt và Đồng Kiệt càng vượt xa những người khác, chính là tu sĩ kim tiên cảnh trung kỳ. Những tên này không chút bận tâm tới đám đệ tử khác chưa kịp chạy thoát quảng trường, nhanh chóng thúc dục pháp bảo, phóng ra từng đạo linh quang hùng vĩ phô thiên cái địa công kích hai người. Thế là chỉ trong chốc lát, hư không chấn động mãnh liệt, tiếng nổ vang lên liên tiếp, thanh âm kêu khóc không ngừng từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tử thương khó có thể tính toán. Cách đó không xa, Âu Dương Khuê Sơn quét mắt liếc nhìn tình huống hỗn loạn trên quảng trường, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nói với mấy tên kim tiên đạo chủ bên cạnh. Trước hết, đi giải cứu các đệ tử tông môn, cố gắng đừng để bọn chúng bị liên lụy. Mặc dù những người này bị ảnh hưởng do lúc Bách Lý Viêm phá khốn thoát ra mà thụ thương, nhưng dù sao tu vi cao thâm nên không có trở ngại gì. Cả bọn nghe vậy không nói hai lời liền phân tán ra, thi triển thủ đoạn triệu tập một ít phó đạo chủ và trưởng lão chân tiên chưa kịp chạy xa, Vận chuyển pháp lực thần thông, bắt đầu chia đệ tử cấp thấp trúc long đạo thành từng nhóm, đem ra khỏi khu vực quảng trường. Ở giữa quảng trường, Vân Nghi gọi ra hoa ảnh tuyết liên, phóng lớn đến mấy trăm trượng, bảo vệ nàng và Hô môn đạo nhân chính giữa. Xung quanh có phong nhận, điện quang, hỏa cầu, kiếm quang không ngừng đánh vào, khiến cho cánh hoa không ngừng rung rinh, linh quang mặt ngoài nhanh chóng tiêu hao, mắt có thể thấy đang dần dần phai nhạt. Hô môn đạo nhân đưa tay lên, hiện ra một tòa bảo tháp màu đen, ngón tay chỉ vào thân tháp tháp ảnh có hào quang màu đen phóng lớn ra, bao phủ hai người bọn lão và hoa ảnh đóa tuyết liên vào bên trong. Công kích bên ngoài lập tức đánh vào phía trên tháp ảnh, phát ra trận trận âm thanh kim thạch keng keng keng. Ta có lý do nên nhất định phải đi theo bách lý đạo chủ, mới ra mặt giúp gã. Nàng rõ ràng cái gì cũng không biết, hoàn toàn có thể giữ mình, ở ngoài việc này, sao phải liên lụy vào. Hồ môn đạo nhân nhìn vân nghe ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nói chương 331, giết gà thịt chó. Luân hồi điện sao, ta xác thực là không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần ở cùng một chỗ với ngươi, vậy là đủ rồi. Cũng may đứa bé tố viện kia ở cùng một chỗ với Phụng Nghĩa, ta cũng bớt lo lắng. Vân nghe nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, nói. Hạc hạc, tốt, đã như vậy, ta với ngươi cùng chiếu cố những tạp chủng tiên cung này. Hồ ngôn đạo nhân sau khi nghe xong, cười điên cuồng một tiếng, nói hô môn đạo nhân vừa dứt lời trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời chỉ thấy một đạo bóng kiếm kim quang từ trên không trung rơi thẳng xuống đập vào phía trên hư ảnh bảo tháp màu đen trực tiếp đánh cho quang mang tháp ảnh rung động mạnh trên đỉnh bảo tháp ầm ầm vỡ vụn biến thành một mảnh hắc sắc quang mang tiêu tán ra cùng lúc đó đỉnh bảo tháp màu đen trong tay hô môn đạo nhân cũng đồng thời nứt ra một cái khe hở lão nhìn lên không trung thấy lô việt đang đứng ở không trung quanh thân kim quang lượn lờ trước người lơ lửng mấy đạo bóng kiếm cự đại, đang không ngừng vũ động chém xuống tháp ảnh màu đen. Đồng kiệt tức thì mang theo vài tên tu sĩ tiên cung khác, không ngừng công kích bốn phía hắc tháp. Những tu sĩ tiên cung mà Tiêu Tấn Hàn mang đến, lúc này cũng có hơn 10 người đang đáp xuống nơi này, cầm đầu trong đó là một cung trang nữ tử mặc đồ hồng nhạt, nghiễm nhiên cũng là một tu sĩ kim tiên cảnh trung kỳ. hô môn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chụp về phía bên hông mình. Chỉ thấy ngân sắc hồ lô lóe lên quang mang, lập tức bay khỏi eo của lão, từ bên trong hư ảnh tuyết liên hoa sông lên phóng tới, ở giữa không trung không ngừng tăng vọt, rất nhanh biến lớn như phòng ốc, lơ lửng giữa không trung cao. Trong miệng hô môn đạo nhân truyền ra thanh âm ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu, linh văn mặt ngoài ngân sắc hồ lô cực lớn treo trên đỉnh đầu không trung chợt hiện, nơi miệng hồ lô sáng lên một viên bạch quang mơ hồ. Suy suy một tiếng nổ lớn, từng hạt đậu màu đen không ngừng từ giữa bạch quang nghiêng rơi vãi ra. Trong khoảnh khắc, rậm dạp chằng chịt hạt đậu rơi xuống như gió táp mưa rào, chưa rơi xuống đất liền vặn vẹo kéo dài một hồi, biến thành một đám hắc y đậu binh cao hơn một trường. tay cầm cự phủ màu đen, thoạt nhìn giống như lực sĩ. Trong chớp mắt, ngàn vạn hắc y đậu binh tay cầm cự phủ vung vẩy, như thủy triều tuôn ra bốn phía công tới đám người tiên cung. Toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc Phong, hơn phân nửa đệ tử trúc long đạo đã thối lui về sau, lần nữa trở nên đông đúc chen chúc. Đại hán dâu quai nón thấy vậy, không nói hai lời vung lên cự phủ, đứng mũi chịu xào xông vào bên trong đám đậu binh. Mặt khác còn có mấy người cũng theo sát phía sau, cùng chém giết với đám đậu binh minh mông. Hồ ngôn lão đạo quả nhiên khó chơi, ta sẽ nghĩ cách kiềm chế, các người tìm biện pháp tới hỗ trợ lô trưởng lão. Trong miệng cung trang nữ tử hồng nhà kim tiên phân phó một tiếng, sau đó vòng eo uốn éo, một đôi chân vén lên tư thế cổ quái, ngồi treo giữa không chung, trước người lơ lửng một cây đàn cổ màu trắng toàn thân óng ánh. Chỉ thấy cổ tay trắng nhẹ dơ lên, Mười ngón tay hết sức nhỏ đánh nhanh trên dây ngọc cầm, một hồi âm thanh vang lên như ngân châu rơi xuống, đàn cổ ảnh hưởng đến đối phương bên ngoài mấy trăm trượng, lúc này liền có một đám hắc y đậu binh lay động tả hiếu, ngay chỗ ngực nhau nhau bạo liệt ra, chiến lực hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, thân hình nàng lại di chuyển qua hướng khác, một tay lần nữa đánh lên dây đàn, lúc này lại có không ít đậu binh cứ như vậy ngã xuống đất. Thanh âm này phảng phất mờ mịt như tiên âm, bề ngoài nhìn như thanh thúy dễ nghe, kỳ thực lại làm cho người nghe thấy khí huyết bên trong cơ thể sôi trào, pháp lực hỗn loạn. Hắc y đậu binh nhìn như không thể phá vỡ, lại không thể ngăn cản mảy may. Hơn 10 tên tu sĩ tiên cung còn lại, tức thì thừa cơ đám đậu binh hỗn loạn, phóng ra tránh khỏi. Mấy trăm dặm bên ngoài, Hàn Lập, Kỳ Lương cùng với mười mấy tên chân tiên đứng trên một đỉnh núi nhìn xem. Lam mang trong hai mắt hắn chấp động, nhìn hô ngôn đạo nhân đang không ngừng thúc giục ngân sắc hồ lô trên bạch ngọc phong, không khỏi lắc đầu. Từ ngày hắn gia nhập Trúc Long Đạo đến nay, bất quá mấy trăm năm, có thể nói giao thiệp cùng lão nhân này là sâu đậm nhất, đối phương tính ra là một nửa người thầy của mình, đã giúp đỡ hắn không ít trong việc luyện chế đạo binh. Mắt thấy lão rơi vào cục diện bị vây công, trong lòng hắn cũng không biết nói gì. Nhưng nếu lại để cho hắn liều chết rời đi tương trợ, tự nhiên là không thể nào đấy. Thứ nhất, dùng thực lực hắn hôm nay, trước mặt nhiều tu sĩ kim tiên cảnh như vậy, căn bản vô lực thay đổi, chỉ sợ đi cũng là không công chịu chết. Thứ hai lúc trước phát hiện tên thanh niên hoa phục kia, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác rất xấu. Loại cảm giác này cụ thể là gì, hắn thực sự cũng không rõ lắm. Đúng lúc này, trên quảng trường không lại vang lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Chỉ thấy phía trên hai người hô môn đạo nhân đột nhiên ngân quang chợt phát, ngân sắc hồ lô dùng để chứa đậu binh lại đột nhiên vỡ vụn ầm ầm ra. Bên trong hơn 10 vạn hắc y đậu binh toàn bộ phóng thích ra ngoài, trong hồ lô bị nghiền nát có mảng lớn linh dịch màu xanh hắt vẫy đầy trời giống như trận mưa rào vào ngày nắng hạn, rơi vào trên đám đậu binh rậm rạp chằng chịt. Sau khi tất cả hắc y đậu binh bị linh dịch xối lên trên, trên người nguyên một đám ô quang mãnh liệt, thân hình lần nữa tăng vọt gấp đôi, dường như quanh thân đã nhận được linh lực bổ sung, càng thêm hung hãn không sợ chết, phóng tới đám người đồng kiệt. Những đậu binh này tuy mạnh, nhưng dưới sự hợp lực vây quét của hơn 20 tên kim tiên cùng chân tiên kỳ, quả thực giống như lúa mạch chín, căn bản không chịu được mấy kích, biến thành mảnh mảnh rơi ngược xuống đất. Cũng may số lượng chúng đủ nhiều, quấn lấy đồng kiệt cùng với đại bộ phận người tiên cung, bất quá dưới sự phối hợp công kích của cung trang nữ tử kim tiên sử dụng đàn cổ, có ba người xâm nhập vào khu vực trung tâm, cùng một chỗ với lô Việt vây công hô môn đạo nhân cùng Vân Nghê. Trong lúc đó, đồng tử Hàn Lập có chút co rụt lại, trong ba người này có cả tên thanh niên hoa phục kia làm hắn rất không thoải mái. Bất quá, cử chỉ người này lại có chút kỳ quái, tuy rằng đồng dạng tham dự vây công hai người hô môn, lại tựa hồ như không để tâm, không ngừng chạy ở khu vực ngoại vi, sử dụng rất ít thủ đoạn công kích, nhìn có vẻ như là suốt công không xuất lực. Thế cho nên Hàn Lập muốn từ trên người gã nhìn ra công pháp cùng tu vi sâu cạn, lại căn bản không có cách nào. Âu Dương Khuê Sơn sau khi phân phó Kim Tiên đạo chủ cứu giúp đệ tử cấp thấp Trúc Long đạo, chính mình lại không có rời đi, mà đứng trên không cách Bạch Ngọc Phong không xa, ánh mắt nhìn về phía hai người hô ngôn đạo nhân đang bị đám người tiên cung vây công. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, hai tay Lô Việt kết kiếm quyết, một đạo kim sắc kiếm quang lớn chừng trăm trượng lóe lên như thái sơn áp đỉnh đánh tới hư ảnh hắc tháp bên dưới tháp ảnh màu đen ầm ầm nổ tung tầng tầng sụp đổ biến thành từng điểm hắc quang tiêu tán mất lực đạo kim sắc kiếm quang cũng theo đó vừa hết chưa chạm đến tuyết liên hoa ảnh phía dưới liền trực tiếp tiêu tán đi sắc mặt lô việt trắng bệch thân hình ở giữa không trung lảo đảo một cái vội vàng lật tay lấy ra một viên thuốc nuốt vào hiển nhiên tế ra một kiếm này cũng hao tổn không nhẹ hai gã tu sĩ tiên cung nguyên bản tham dự vây công thấy vậy lúc này dừng công kích thân ảnh nhoáng một cái chắn trước người lô việt còn tên thanh niên hoa phục vẫn chạy xung quanh liên tục không ngừng công kích tuyết liên hoa ảnh kia hô môn đạo nhân nắm bảo tháp màu đen trong tay phía trên hiện ra đạo đạo vết dạn bắt mắt dù chưa triệt để vỡ vụn ra nhưng linh quang cũng tổn hao nhiều uy năng mất hết rồi tay sai tiên cung chớ khinh người quá đáng trong miệng hô môn đạo nhân mắng một tiếng giận dữ thu lại hắc tháp thò tay tháo xuống một cái hổ lô đỏ thẫm bên hông một tay nắm lấy hổ lô trên lưng buộc lên dây thừng một tay bấm một cái pháp quyết cổ quái vỗ nhẹ vào miệng hổ lô tiếp theo tay biến thành chảo hướng phía ngoài co lại chỉ nghe thương lang lang một hồi tiếng vang sắc nhọn một trường kiếm màu đỏ rộng chừng ba ngón tay được lão rút ra chậm rãi từ miệng hổ lô chỗ đó quanh quẩn quang mang không nghĩ tới chuôi xích loan này lần nữa được ra khỏi vỏ đã như vậy hôm nay ta liền thống thống khoái khoái giết gà thịt chó một phen Hồ môn lão đạo ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười vang nói: "Dứt lời, lão quay đầu nhìn về phía Vân Nghê, coi như hỏi ý kiến của nàng. Vân Nghê cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu một cái. Hai mắt Hồ môn đạo nhân ngưng tụ, thần sắc trên mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, khí tức trên người liền biến đổi, trở nên lợi hại hơn trước nhiều. Trong miệng lão phát ra một tiếng thét dài rõ to, thân hình giống như cầu vồng lướt qua tuyết liên hoa ảnh, bay thẳng đến hướng Lô Việt. Quanh thân lão hiện ra một tầng quang mang mông lung, trường kiếm trong tay sáng lên từng đạo phù văn lửa đỏ, đạo bào trên người bị kình phong quét bay phất phới, khí thế toàn thân rõ ràng tăng vọt gấp mấy lần. Thời điểm lão cầm kiếm trong tay, so với lúc không cầm kiếm, quả thực như hai người khác nhau. Hai gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ tiên cung ngăn cản trước người Lô Việt căn bản chưa kịp phản ứng, sau một điểm xích hồng hiện lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị chém thành hai đoạn, Nguyên Anh hai người vừa mới chạy ra, liền trực tiếp bị thiêu cháy hừng hực, trong chớp mắt hóa thành hư ảo cung trang nữ tử kim tiên lơ lửng trên bầu trời thấy thế tay đánh lên dây đàn mãnh liệt một cỗ chấn động vô hình vô cùng mạnh mẽ lập tức phóng thẳng đến hô môn đạo nhân vân nghe thấy vậy hai tay khẽ múa phía trên tuyết liên hoa ảnh tự hành chia lìa ra một mảnh cánh hoa cực lớn bay thẳng vào không trung đánh vào đạo chấn động vô hình kia cả hai va chạm tán loạn ra đối thủ của ngươi là ta vân nghe nhìn về phía nàng kia nhàn nhạt, nhạt nói ra cung trang nữ tử kim tiên nhìn về phía nàng khẽ cười lần nữa đánh lên dây đàn. Giữa không trung tiếng đàn không ngừng vang lên, giống như trồng chất sóng lớn trên sông, một tầng tiếp theo một tầng nhào đánh tới hướng Vân Nghê. Trên bầu trời, hồ môn đạo nhân dùng thủ đoạn xét đánh chém giết hai gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ, tiếp theo trường kiếm trong tay run lên, trên thân kiếm sáng lên quang mang đỏ thấm, một đạo hư ảnh hỏa loan cự đại lập tức lóe lên hiển hiện sau lưng lô Việt. Trong miệng lão ngâm khẽ một tiếng, tay đột nhiên vung lên. Một tiếng phượng hót gió to đến cực điểm khác vang lên, lập tức bay đến sau lưng hư ảnh hỏa loan kia. Phần phật một tiếng, một cỗ hỏa diễm đỏ thấm từ trên thân kiếm phóng tới, đuổi theo hư ảnh hỏa loan, lập tức hóa thành một biển lửa cực lớn, mãnh liệt lao thẳng tới Lô Việt. Ánh mắt Lô Việt chớp lên, đưa tay nhấn thân kiếm một cái, vung lên phía trước. Kim quang chói mắt từ trên thân kiếm bắn ra, ở giữa không trung bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một đạo tường thành kim sắc, ngăn chặn mãnh liệt biển lửa. Biển lửa đỏ thấm tuy bị ngăn trở, nhưng lại không tiêu tán, ngược lại kích lên sóng lửa ngập trời không ngừng đánh lên tường thành kim sắc kim quang tường thành dạng dỡ dung mạnh không thôi rất nhanh quang mang liền trở nên ảm đạm trực tiếp bị sóng lửa thiêu đốt tiêu tán ra thống khoái hô môn đạo nhân cười điên cuồng một tiếng một tay rút kiếm ra hai chân trong biển lửa lướt về phía trước nhìn tiêu sái đến cực điểm lô việt hừ lạnh một tiếng tay vung lên một mặt khiên tròn kim sắc lóe lên phóng tới bay vào trong biển lửa thân hình y nhảy lên theo sát hai chân dẫm lên khiên tròn, nhanh chóng trượt đi trong biển lửa, nghênh đón hô môn đạo nhân. Mũi kiếm hai người va chạm, giữa không trung cao lập tức vang lên tiếng nổ lớn, hỏa quang bóng kiếm hiện ra đầy trời. chương 332, lòng đất dị động, ngay thời điểm hô môn đạo nhân cùng Lô Việt đánh nhau túi bụi, vân nghề bên kia cũng không thuận lợi chút nào. Bao phủ chung quanh tuyết liên hoa ảnh, cánh hoa lúc này đã tàn lụi hơn phân nửa, lộ ra vẻ bị tàn phá. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều ra một cành liễu màu xanh nhạt hết sức nhỏ, mỗi lần vung lên liền có hàng trăm hàng ngàn đạo quang nhận hình liễu diệp bắn ra, tạo thành một mảnh đao võng dày đặc trong không trung, khiến cho cung trang nữ kim tiên kia không thể tiến tới gần chút nào. Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu của nàng bỗng nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh đột một xuất hiện, hóa thành một mũi kiếm cự đại, cực kỳ âm hiểm đâm tới đỉnh đầu của nàng. Thân sắc vân nghe đột biến, mấy miếng cánh hoa bao phủ chung quanh lập tức khép lại, bảo hộ nàng vào trong chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, mấy mảnh cánh hoa tuyết liền kia nổ thành phấn vụn, sóng khí ép vào bên trong, một đạo nhân ảnh bay đến, cầm kiếm đứng giữa hư không cách Vân Nghi ngoài trăm trượng. Ha ha, Vân đạo chủ, còn nhớ cổ mỗ chứ? Người nọ nhìn về phía Vân Nghê, cười lạnh nói. Trong miệng Vân Nghê kêu lên một tiếng buồn bực, miễn cưỡng đè xuống chấn động một kích vừa rồi, sắc mặt tái nhợt nhìn lại hướng tên kia. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ thanh giáp cổ xưa, mặt ngoài giáp có theo kim sắc đường vân, không ai khác chính là cổ kiệt người này chính là kẻ đến báo thù năm đó lúc trước một mực không có xuất hiện giờ khắc này mới đột nhiên hiện thân ra tay đánh lén vân nghe hô ngôn đạo nhân phát hiện phía dưới có biến pháp quyết trong tay biến hóa không ngừng biển lửa liền theo tâm ý của hắn không ngừng xoáy lên sóng lớn đánh về phía lô việt bản thân thì hạ xuống một lần nữa trở về bên cạnh vân nghe ngươi không sao chứ lông mày lão nhíu chặt mở miệng hỏi vân nghe lắc đầu nhẹ lấy ra một quả đan dược nuốt vào không nói gì sắc mặt hô môn đạo nhân biến thành âm hàn như băng xương quay đầu nhìn về phía cổ kiệt trong đôi mắt toát ra sát ý lạnh thấu xương cổ kiệt thấy thế trong nội tâm hơi dị động nhìn không được cổ hỏng khẽ nhúc nhích nuốt vào một ngụm nước bọt ngươi muốn chết hô môn đạo nhân nói từng chữ một đưa tay một vòng trên thân kiếm trong lòng bàn tay xé ra một vết rách máu tươi rót vào trong xích loan kiếm từng chút một thân kiếm phát ra xích quang mãnh liệt một ít phù văn nguyên bản không hiểu rõ lắm lộ ra, từ trên thân kiếm phát sáng lên. Tay lão giơ lên, trường kiếm màu đỏ lập tức rời khỏi tay, xích quang lóe lên, liền không thấy bóng dáng. Trong nội tâm của Kiệt cảm thấy lo lắng, trên người bảo quang hộ thể sáng lên, thân hình vội vàng lóe lên, nhanh chóng trốn về phía xa. Nhưng mà y mới bay ra mấy trăm trượng, sau lưng liền có một đạo xích quang bỗng nhiên hiển hiện, không có nửa điểm cản trở liền bắn phá hộ thể bảo quang của y, xuyên qua cổ giáp màu xanh, trực tiếp lọt vào thân thể của y. Nương theo đó một tiếng phượng hót vang lên rõ to, mũi trường kiếm màu đỏ từ sau lưng của kiệt đâm vào, xuyên ra trước người, một đầu liệt diễm hỏa loan thiêu đốt hừng ngực. Sau khi mũi kiếm xuyên qua, ngực cổ kiệt bị xuyên thủng một chỗ, lập tức phun ra mấy đạo máu tươi, toàn thân y bị thiêu đốt kịch liệt, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Trường kiếm màu đỏ biến thành hỏa loan thoát ly trước ngực cổ kiệt phóng ra, sau đó vẫn không từ bỏ ý định, ở giữa không trung đột nhiên xoay lại, lần nữa đâm tới trước ngực cổ kiệt. Bị liệt diễm bao bọc, hai tay cổ kiệt đột nhiên hợp lại trước người, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Thanh giáp trên người y liền sáng lên lục quang âm u, như là lưu thủy, uốn lượn phóng tới những hỏa diễm đỏ thấm kia, cùng một chỗ bao vào nhau. Xích loan một lần nữa vòng về, mãnh liệt đâm vào màn sáng âm u bên ngoài cơ thể cổ kiệt, lại như đâm vào bông gòn, hóm vào, tiếp theo rất nhanh bắn ngược lại, bay qua một bên khác. Hồ ngôn đạo nhân khẽ với tay, xích loan một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm, bay vút về trong tay lão. Ngay sau đó, liên tiếp thanh âm xoẹt xoẹt không ngừng vang lên. Bên ngoài thân cổ kiệt lập tức toát ra từng cỗ khói trắng, xích diếm cuồn cuộn nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng giờ phút này y đã bị đốt cháy, hoàn toàn thay đổi rồi, không chỉ có da thịt bị cháy đen, khắp nơi đều là từng đạo vết thương đáng sợ nhìn thấy giật cả mình. Thoạt nhìn chính là những đường vân dạn nước ngang dọc như những vết nứt nẻ trên lòng sông do hạn hán lâu ngày, bên trong còn hiện ra huyết quang. Một màn này làm cho những tên tiên cung đang chém giết cùng đám đậu binh chung quanh nhau nhau cả kinh, nhìn về phía hô ngôn đạo nhân, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nhưng mà trong miệng cổ kiệt cười rộ một tiếng quái dị, lộ ra một hàm răng trắng dày đặc ghê tởm. Một màn quỷ dị xuất hiện, tầng lục quang âm u bao phủ bên ngoài cơ thể y chậm rãi co rút lại, giống như một kiện quần áo bao bọc cả người y lại, sau đó quang mang lóe lên sáp nhập vào trong cơ thể y. Thân thể y không ngừng hấp thu lục quang, đồng thời tất cả vết cháy dạn bên ngoài thân nhanh chóng lấp đầy, lại tự lành, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. hô môn đạo nhân thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không kinh ngạc chút nào. Tu luyện tới cấp độ kim tiên như bọn họ, không chỉ có thần hồn, mà ngay cả thân thể, cũng không dễ dàng bị hủy như vậy. Âu Dương đạo chủ, nhanh chóng chấm dứt, chúc lòng đạo các người cũng sẽ ít bị liên quan đến. Lô Việt thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Khuê Sơn, âm thanh lạnh lùng nói. Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, suy nghĩ một lát, linh quang lóe lên, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo ngân quang cầu vồng bay lên trời, sau mấy cái chấp động liền xuất hiện ở trên quảng trường. Có sự gia nhập của gã, đậu binh vốn đã bị chém giết hơn phân nửa, lần nữa dễ như trở bàn tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt nhanh chóng. Bốn gã tu sĩ kim tiên của tiên cung đồng thời ra tay, liên thủ bố trí ra một tòa lôi pháp trận bên ngoài biển lửa, từ trong gọi ra hơn 10 đạo lôi quang tím xanh thô to như vạc nước, tiệt xét đánh xuống, mảng lớn đậu binh bị tạc chúng chia năm xẻ bảy. Theo đậu binh rất nhanh giảm bớt, cục diện hai người hô môn đạo nhân càng ngày càng nguy hiểm. Thấy một màn này, không ít tu sĩ trúc long đạo chung quanh, thậm chí trong đó có một ít kim tiên đạo chủ cùng phó đạo chủ, cũng giống như Hàn Lập, không có chạy đi xa, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phức tạp. Đối với bọn hắn, vị đệ nhất đạo chủ Bách Lý Viêm này, tuy rằng không thường xuyên xuất hiện, nhưng đã 8 lần xuất quan mở đại hội giảng đạo, trong lúc vô hình thúc đẩy một nhóm lớn tu sĩ được lợi. Hơn nữa chính vì sự tồn tại của gã, Trúc Long Đạo mới có thể đứng sừng sững ở Bắc Hàn Tiên Vực, trở thành thế lực tồn tại có thể sánh vai cùng Thương Lưu Cung. Hôm nay Bắc Hàn Tiên Cung dùng danh tiếng thiên đình, thừa dịp vị đệ nhất đạo chủ này truyền giảng, nội ứng ngoại hợp đột nhiên vây bắt, có thể nói dụng tâm hiểm ác, hiện trường nhiều tu sĩ như vậy, Bách Lý Viêm mới đầu hiển nhiên có chỗ cố kỵ nhưng đám người tiên cung lại căn bản không có bận tâm tính mạng đệ tử cấp thấp Trúc Long Đạo. Thật là đáng buồn, còn lại 12 kim tiên, chỉ có hai người hô ngôn đạo nhân cùng vân nghe dám đứng ra chống lại Bắc Hàn tiên cung, nhưng dĩ nhiên cục diện tràn đầy nguy cơ. Một khi bọn họ bị tiêu diệt, vị bách lý viêm kia tứ cố vô thân, thế tất không phải đối thủ tiên cung. Hàn lập thấy vậy, trong nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng. Hôm nay hô ngôn đạo nhân bày ra thực lực cực mạnh, quả thực làm cho nội tâm hắn khiếp sợ không nhỏ, tuy rằng sớm đã cảm thấy lão nhân này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, chỉ dùng sức một mình lão không sai, biệt lắm, lại có thể ngăn chặn 10 tên kim tiên bắc hàn tiên cung. đáng tiếc bên trong trúc long đạo lại không đồng lòng. nếu tất cả kim tiên đạo chủ có thể cùng một lòng với bách lý viêm, tiên cung tuy mạnh, cũng chưa chắc có thể tạo ra sóng gió gì. thương lưu cung chủ kia sở dĩ không có ra tay, chỉ sợ cũng nhìn ra điểm này. nếu không dùng hai thế lực lớn trúc long đạo cùng thương lưu cung liên thủ, chỉ sợ tiêu tấn hàn cũng đành phải lập tức quay người rời đi. đúng lúc này, đôi mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên phát hiện trong đám người tiên cung vây quanh hô ngôn đạo nhân cùng vân nghe, lại không thấy tên hoa phục thanh niên kia. Ánh mắt của hắn đảo nhanh khắp nơi, lại quét mắt một vòng qua đám đậu binh trên quảng trường đã tổn thất hơn phân nửa, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng tên đó. Thấy tình hình này, trong nội tâm Hàn Lập không khỏi hiện lên một tia bất an. Ở trên cao thương khung, trên khuôn mặt bách lý viêm xích viêm lượn lờ, toàn bộ cơ thể đã triệt để biến thành hỏa diễm. Mà ở bên ngoài xích viêm, vẫn sáng từng vòng thất thải quang hồ, từ trong truyền ra nhiệt độ cao rừng rực kinh người, làm hư không chung quanh đều bị đốt vặn vẹo không thôi. Cách gã khá xa, tay tiêu tấn hàn đang nắm một thanh trường kiếm kết đầy băng, sau lưng lơ lửng một băng luân óng ánh như mặt trăng lớn cỡ mấy trượng, phía trên tràn đầy hàn khí. Ngoài ra, còn có 10 tên tu sĩ tiên cung, kể cả tuyết oanh trong đó, phân tán ở bốn phía, bảo trì khoảng cách nhất định với y, giống như cũng không chịu được hàn khí phát ra từ băng luân mặt trăng. Bách Lý Viêm, tới giờ người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu này để chống lại không bằng thuốc thủ chịu trói có lẽ thiên đình còn có thể cho ngươi cơ hội quy thuận thuần phục cũng là lập công chuộc tội tiêu tấn hàn mở miệng nhàn nhạt nói quy thuận quả thực buồn cười thiên đình đối phó người luân hồi điện chưa từng cho cơ hội quy thuận bao giờ không rút hồn luyện phách cũng xem như ưu đãi lắm rồi bớt nói nhảm ra tay chiến một trận đi bách lý viêm cười to sang sảng nói dứt lời trường kiếm hỏa diễm trong tay gã đột nhiên vung lên một mảnh sóng lửa đầy trời cuốn đến hướng tiêu tấn hàn đồng thời hai mắt hồng mang đại thịnh trong miệng lại đọc nhẹ chú ngữ tối nghĩa nào đó đông phía dưới toàn bộ trung minh sơn mạch lập tức truyền đến một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ngay sau đó đại địa trong vòng ngàn dặm xung quanh bạch ngọc phong cùng đồng thời rung động kịch liệt vô số muông thú trong núi hú gọi không thôi từng đàn phi cầm trong rừng bay nhanh ra đông lại một thanh âm kỳ dị khác truyền đến so sánh với âm thanh khi nãy càng thêm vang dội hơn chấn động toàn bộ hư không bắt đầu rung động kịch liệt các tu sĩ trúc long đạo phân tán ở khắp nơi thấy tình hình này, trong lúc nhất thời nhao nhao sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, phía dưới đại địa đột nhiên nhô lên, mặt đất nứt ra, dòng sông đoạn tuyệt, vô số cây rừng khuynh đảo bị bẻ gãy. Hơn 10 ngọn núi ở chỗ rất xa đồng thời nâng lên lấy mắt thường có thể thấy được, sau mấy hơi thở liền cất cao gần trăm trượng, phía trên thân núi vô số cự thạch không ngừng văng tung tóe, nhao nhao lăn xuống, tạo ra vô số bụi mù. Trên quảng trường, đám người Lô Việt thấy vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Âu Dương Khuê Sơn. Âu Dương đạo chủ, đây là chuyện gì? Lô Việt trầm giọng hỏi. Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, không nói một lời lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết sự tình. Ngược lại hô ngôn đạo nhân bị bọn tiên cung vây ở chính giữa, khóe miệng nhếch lên một chút, chỗ sâu trong mắt hiện ra một vòng vui vẻ. chương 333, cự thủ đầu to. Không được chậm trễ, nhanh bố trí tử dương trận. Lô Việt thấy tình hình này, quyết định thật nhanh, cao giọng quát sau khi y ra lệnh bốn gã tu sĩ kim tiên chung quanh đang thúc giục lôi trận lập tức thân hình nhoáng một cái phân biệt đứng bốn góc chung quanh hai người hô ngôn đạo nhân mỗi người lấy ra một phù lục màu tím giống nhau có kim văn quăng tới mặt đất trước người chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ bốn chương phù lục đồng thời thiêu đốt rơi xuống đất kéo dài ra hóa thành bốn đạo hỏa tuyến liên kết với nhau tạo thành một quyển lửa hình vuông theo đó bốn người này đồng thời mở miệng ngâm tụng từng trận chú ngữ trên mặt đất hào quang quyển lửa lập tức mãnh liệt hóa thành bốn màn sáng màu tím bay lên trùng thiên, vây hai người hô ngôn đạo nhân vào giữa. Phía trên màn sáng màu tím tuy nhìn không thấy hỏa diễm bốc lên, nhưng trong đó truyền ra sức nóng hừng hực đến đáng sợ, so với hỏa diễm xích loan của hô ngôn đạo nhân phải mạnh hơn vài phần. Theo trong miệng bốn người đồng thời truyền ra thanh âm chú ngữ, bốn màn sáng đồng thời co rút lại, ép vào chính giữa. Theo ta, hô ngôn đạo nhân thấy vậy, không nói hai lời, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Vân Nghê, trên người ánh lửa bỗng nhiên dâng lên, định trùng thiên mà đi. Nhưng mà đám người Lô Việt đã sớm đề phòng, một tia sáng trắng chạy dọc theo thanh lôi trụ trắng kiện cùng một thanh kiếm quang màu vàng cực lớn, đồng thời chém xuống đầu hai người hô ngôn nhanh như chớp, trực tiếp bước hai người vào trong tử dương trận. Mà lúc này, bốn phía màn sáng màu tím đã rút nhỏ lại hơn phân nửa, hai người hô ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê chỉ có thể đứng sát cùng một chỗ, mới không bị màn sáng làm tổn thương. Lúc này, cổ tay hô ngôn đạo nhân bỗng nhiên khẽ đảo, lấy ra một kiện tuyết bào óng ánh, rũ xuống rồi choàng lên người Vân Nghê, sau đó lật tay lấy ra một quả chuông nhỏ phỉ thúy, ném lên trên đầu. Lập tức, một đạo hư ảnh chuông lớn màu xanh biếc hiển hiện ra, bao phủ chung quanh bọn họ, ngăn cản màn sáng màu tím bốn phía. Mà lúc này, sự chấn động cùng nổ vang càng mãnh liệt, lục sắc chuông ảnh dưới sự thiêu đốt bao quanh của ngọn lửa tím, cũng theo đó kịch liệt đung đưa, bộ dạng tùy thời sẽ sụp đổ. Nhanh, lô Việt cao giọng quát, bốn người bày trận nghe vậy, lập tức cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi lên trên màn sáng màu tím. Tử dương sát trận lập tức hào quang đại chấn, rất nhanh co rút lại, càng làm cho lục sắc chuông ảnh co nhanh lại. Những người còn lại không hoàn toàn phát động công kích, giờ đồng thời công đến phía hai người. Mười ngón tay hô ngôn đạo nhân nhanh chóng khẽ đảo, tiên linh lực trong cơ thể điên cuồng truyền vào trong bảo tháp màu đen, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản áp bách từ màn sáng màu tím, chán lão bắt đầu xuất ra mồ hôi hột. Mắt thấy hắc tháp sẽ phải tan vỡ, dị biến liền phát sinh um, um bò, o. Oh. Dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tiếng vang này không hề giống như thanh âm chuông vang, mà là như thanh âm hồng hoang dị thú nào đó gào rú, tràn đầy vẻ thô bạo cuồng dã. Chỉ thấy khắp mặt đất chấn động ầm ầm, bụi mù trên bạch ngọc phong nổi lên bốn phía, toàn bộ ngọn núi này theo đó trùng xuống, sau một hồi thanh âm ù ù, toàn bộ vang tung tóe rồi sụp xuống. Bên trên thân núi, vô số cự thạch rơi xuống, âm thanh vang rền như sấm, su thế như hồng thủy, tựa như một loại tận thế hàng lâm. Tất cả mọi người còn lại trên quảng trường không kịp đề phòng, thân thể cùng theo thân núi nứt vỡ đồng thời rơi xuống dưới hơn 10 trượng, mới không dễ dàng ổn định lại thân hình, hào quang trên người nhao nhao mãnh liệt, một lần nữa bay vút lên. Hai người hô ngôn đạo nhân cùng vân nghe lại không bay lên chạy trốn, mà dưới cựu thạch bụi mù đầy trời yểm hộ, lại rơi thẳng xuống, đã rơi vào đáy bạch ngọc phong, thân ảnh bị cát đá bụi mù triệt để vùi lấp. Không được để hô ngôn đạo nhân trốn thoát, Lô Việt cất cao giọng quát với mọi người, dứt lời, một tay y cầm kiếm, một tay kết kiếm quyết, thân hình ngược lại lướt hạ xuống, bên ngoài thân phát ra kim quang mãnh liệt, ngoài thân kim quang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng dài hơn trăm trượng, bay thẳng vào bụi mù dưới Bạch Ngọc Phong. Các tu sĩ tiên cung còn lại không nói hai lời, lập tức theo sát phía sau, đáp xuống. Âu Dương Khuê Sơn trần chờ một chút, lại không có tiến lên cùng, mà thân hình nhoáng một cái lơ lửng ở trên không xa. Nhưng vào lúc này, hơn 10 ngọn núi liền nhau không xa Bạch Ngọc Phong đồng thời rung mạch, một tòa tiếp theo một tòa ầm ầm sụp đổ xuống, bên trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là một mảnh sơn băng địa liệt, bụi đất tung bay hỗn loạn. Đám người Lô Việt vừa xông vào trong bụi mù, lập tức cảm thấy phía dưới có một cỗ sóng khí nóng rực đánh tới trước mặt, là một cỗ uy áp khủng bố làm cho người hít thở không thông. Không được, trước rút lui đã, Lô Việt ngựa kiếm liền ngừng gấp, quát lớn với mọi người. Đám người đồng kiệt nghe tiếng lập tức ngừng lại, bay ngược về phía sau, nhao nhao rời xa Bạch Ngọc Phong đang sụp đổ. Oanh long long, một hồi thanh âm tiếng sấm liên tục vang lên nặng nề, phía dưới trong bụi mù đột nhiên có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Tiếp theo anh một tiếng lên, một cỗ nham thạch nóng chảy đỏ thầm thô to hơn trăm trượng, giống như đầu xích viêm giao long từ lòng đất phun ra, bay thẳng vào ngàn trượng trên không, sau đó văng tung tóe ra, hóa thành một mảnh xích diễm hỏa vũ, vung vãi đầy trời. Thương Lưu cung chủ Lạc Thanh Hải thấy thế vùng trưởng lên, đóa hoa lớn màu lam liền dẫn hết thảy môn nhân Thương Lưu cung bay vút về phương bắc. Bên trên bầu trời mấy ngàn dặm ở phía Tây Bạch Ngọc Phong, hơn 10 vị phó đạo chủ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt khó coi, lúc trước bọn họ thụ lệnh Âu Dương Khuê Sơn, chuyển rời đám đệ tử cấp thấp trong môn đến khu vực an toàn, đồng thời cũng đưa những ngoại tông nhân đến tham dự đến nơi này. Lần này phát sinh biến cố, bất luận nói thế nào cũng không tính là sự tình tốt đẹp gì, bọn họ cũng không muốn bị những người này một đường vây xem, ngày sau lại truyền bá rộng rãi ra ngoài. Sau khi dàn xếp tốt hết thảy, vì để tránh phiền toái không cần thiết, bọn họ liền ở lại nơi đó, không có phản hồi Bạch Ngọc Phong. Giờ phút này cảm nhận được mặt đất trong vòng ngàn dặm rung mạnh, lông mày cả đám nhao nhao cao lại, nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi phía đông cách vạn dặm Bạch Ngọc Phong, Hàn Lập cùng hơn 10 tên trưởng lão chân tiên cảnh tề tụ, kỳ lương cũng ở trong đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Ngọc Phong làm sao lại đưa tới động tính lớn như vậy, cũng không biết bách lý đạo chủ bên đó như thế nào. Một gã trưởng lão chán rộng râu tóc hoa dâm lộ vẻ yêu sầu, nhịn không được thở dài nói. Mặc kệ bách lý đạo chủ có thể vượt qua một kiếp này hay không, trúc long đạo cũng sẽ không còn là trúc long đạo như trước nữa rồi. Một gã trưởng lão khác nhịn không được nữa nói ra, hư, bắc hàn tiên cung thường ngày tỏ vẻ đạo mạo, hôm nay tất cả hành động quả thực không bằng cường đạo. Bọn chúng như vậy, còn không bằng, một gã trưởng lão dáng người tròn vo tức giận bất bình nói ra lời y còn chưa nói hết đã bị một gã trưởng lão khác bên cạnh lên tiếng cắt ngang chúc trưởng lão chớ có nói bậy người nọ nghe tiếng trầm mặc hồi lâu cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài không lên tiếng nữa hàn lập tới giờ phút này vốn định lặng yên ly khai nhưng lại không lập tức rời đi mà im lặng đứng ở đỉnh núi dọc theo quảng trường trong đôi mắt lam mang chấp động nhìn về phía bạch ngọc phong hắn thấy bầu trời bên kia ánh lên một mảnh lửa đỏ nham thạch nóng chảy đầy trời rơi vào núi rừng phụ cận, lập tức giấy lên hỏa diễm hừng hực. Dưới cơn gió thổi, lửa nhanh chóng lan tràn ra cả trăm dặm, khói đặc lập tức bay lên cuồn cuộn, hầu như che phủ cả phiến thiên không, trên mặt đất cũng nhanh chóng biến thành một biển lửa. Ở giữa thiên địa dường như cũng chỉ còn lại hai màu đỏ đen, cảnh tượng thoạt nhìn quả thực giống như tận thế. Chính khi tất cả mọi người kinh nghi bất định, trong biển lửa khói mù dày đặc bao trùm cả Bạch Ngọc Phong, bỗng nhiên có một bóng mờ màu đen cực lớn đột nhiên nhô lên, đó là cái gì? Kỳ lương thấy thế, nhịn không được kêu lên. Những người còn lại nghe tiếng nhìn qua, đều cả kinh. Chỉ thấy trong biển lửa, có một đạo cầu hình vòm màu đen vô cùng tráng kiện miêu lên, chiều dài vượt qua vài ngọn núi, phía trên hắc diễm thiêu đốt cuồn cuộn, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Lam mang trong hai mắt hàn lập tăng lên, đồng tử hơi co lại một cái. Hắn thấy rõ ràng phía trên tòa hỏa diễm màu đen thiêu đốt cầu hình vòm này, thình lình phân bố dày đặc từng mảnh lân phiến hình thoi cực lớn, thoạt nhìn không khác gì một con mãng xà. Không chờ hắn kịp suy đoán, liền oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mọi người cảm giác ngọn núi dưới chân mình cũng theo đó chấn động kịch liệt, giống như cũng muốn sụp đổ xuống, không ít người thậm chí đã sáng lên độn quang, bay lên trời rồi. Bất quá cũng may sau khi rung mạnh, ngọn núi liền khôi phục nguyên trạng, ngược lại thân núi bạch ngọc phong vốn đã sụp xuống một mảnh, vậy mà lại lần nữa nổ tung lên, vô số núi đá cây rừng từ trong nổ bắn ra, bay về bốn phương tám hướng càng nhiều nham thạch nóng chảy từ dưới lòng đất nổ tung phun ra, hóa thành hơn 10 dòng sông đỏ thẩm uốn lượn vặn vẹo, chảy dọc theo sườn núi xuống, những nơi đi qua liệt diễm thiêu cháy, hóa thành một mảnh đất khô cằn. Dưới tình hình này, Lô Việt cùng đám tu sĩ tiên cung bất chấp đi quản hô môn đạo nhân cùng Vân Nghê, nhao nhao bay khỏi phạm vi nơi đó chăm dặm, quanh mình hiện lên một màn sáng, ngăn cản toái thạch cùng nham thạch thỉnh thoảng từ trên không trung rơi xuống. Rất nhanh, trong phạm vi hơn 10 dặm quanh Bạch Ngọc Phong đã bị nham thạch nóng hổi đỏ thấm chảy nhồi vào, biến thành một cái hồ nham thạch nóng chảy thật lớn, bên trong thỉnh thoảng lại cuồn cuộn xuất ra từng cái bóng bóng khí màu đỏ thật lớn. Nham thạch nóng chảy chỗ này có chút cổ quái, bọn hô môn đạo nhân trốn ở phía dưới, không nên tùy tiện tới gần, trước bước bọn chúng đi ra đã. Lô Việt thả ra thần thức quét một vòng, sau đó cất cao giọng hô. Để cho ta, đồng kiệt nói xong, cổ tay run lên, trong lòng bàn tay nhiều ra một viên đá màu đen lóe ra tinh quang, đưa tay vứt vào hồ nham thạch nóng chảy. Theo đó từng trận âm thanh ngâm tụng trong miệng y vang lên, phía trên viên đá lập tức chuyển đến từng tiếng vang ông ông, theo đó biến lớn lên, rất nhanh liền biến thành một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng, mang theo âm thanh gào thét, rơi đập xuống giữa hồ nham thạch. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngọn núi khổng lồ ngàn trượng rơi vào trong nham thạch nóng chảy đỏ thấm, trong nháy mắt chìm đến giữa sườn núi, thoáng cái kích khởi lên sóng lửa cao mấy trăm trượng, Nham thạch nóng chảy màu đỏ tươi cuồn cuộn kịch liệt, tóe lên vô số chất lỏng nóng rực, văng về bốn phía. Nhưng mà rất nhanh, hồ nham thạch nóng chảy liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại ngọn núi màu đen khổng lồ chìm vào trong hồ. Giống, đúng lúc này, một tiếng thú giống cuồng bạo từ trong hồ nham thạch nóng chảy truyền ra, làm mặt hồ chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, ngọn núi màu đen bỗng nhiên từ trong hồ nham thạch nóng chảy bay ra, bị ném vào giữa không trung cao, hắc quang chớp động phía dưới, ầm ầm vỡ vụn ra theo sát phía sau, một đầu lâu màu đen so với tòa núi kia còn muốn lớn hơn một chút, liền từ trong hồ nham thạch nóng chảy đột nhiên thỏ ra. chương 334, vây khốn trúc long, đầu lâu cực lớn mãnh liệt nhô lên phía trên bầu trời, bên ngoài thân thể phía dưới tỏa ra ô quang mãnh liệt, từ trong hồ nham thạch nóng chảy kéo căng lên, uốn lượn vặn vẹo từ dưới đất hướng lên không chung. Mọi người thấy tòa cầu hình vòng này, liền bay về hướng không chung cách xa nó. Sau khi triệt để bay vào trời xanh, tất cả mọi người mới nhìn rõ bộ mặt thật sự của cự thủ kia, chủ nhân của đầu lâu cực lớn này, rõ ràng là một cự long cao trừng vạn trượng, một thân hắc diễm đen kịt. Đầu nó sinh ra hai cái sừng gai cong bén nhọn, lóe ra hắc quang rậm rạp, thân hình xoay quanh ở trên không trung, xung quanh khói đen tràn ngập, hầu như che đẩy cả bầu trời, nguyên cả khu vực lớn, lấy Bạch Ngọc Phong làm trung tâm, đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ. Càng khiến người kinh dị chính là, khuôn mặt cự long cổ quái dị thường, cũng không phải là đầu rồng, lại giống như một gương mặt nhân tộc được phóng đại vô số lần. Bầu trời phía tây cách đây ngàn dặm, Hùng Sơn cùng hơn 10 tên phó đạo chủ đứng xa xa thấy một màn này, nhao nhao biến sắc. Những người bọn họ ở tại trúc long đạo thời gian ngắn nhất cũng có hơn 10 vạn năm, chưa từng nghe nói qua dưới Bạch Ngọc Phong có một đầu hung thú khó gặp trên đời như vậy. Hẳn con thú này chính là Trúc Long, hai mắt Hùng Sơn trợn lên, trong miệng thì thào nói ra. Chẳng lẽ những âm thanh lạ lúc trước từ chỗ sâu trong lòng đất chính là do nó gây ra hay sao? Một gã phó đạo chủ khác kinh nghi hỏi, có lẽ không sai rồi, nhiều năm trước lúc ta thâm nhập hỏa mạch dưới lòng đất để chọn lựa xích viêm tinh hỏa, liền cảm nhận được một cỗ khí thức kỳ dị như có như không, lúc ấy không có để ý, hiện tại nhớ lại, khí thức ấy cùng trên người con thú này hầu như giống như đúc. Một lão giả cao gầy khẽ vỗ bàn tay, giật mình nói ra. Khuôn mặt con thú này vì sao? Gương mặt này không phải là bách lý đạo chủ sao? Đứng trên đỉnh núi nhìn qua, Hàn Lập nhìn đầu dị thú từ xa, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ghi chép trên sách cổ về cổ thú vật ở man hoang, những đặc thù của Trúc Long được miêu tả hoàn toàn khớp với đầu dị thú che cả bầu trời trước mắt này. Chẳng qua là tại một số vị trí rất nhỏ, hơi có chút sai biệt. Tỷ như, miêu tả khuôn mặt Trúc Long, trên sách chỉ nói hơi giống mặt người, trên phủ lân giáp, nhưng khuôn mặt Trúc Long trước mắt này, cùng vị đệ nhất đạo chủ Trúc Long đạo Bách Lý Viêm, tối thiểu có 7-8 phần tương tự. Hẳn là, con thú này là chân thân Bách Lý Đạo chủ, trong lòng Hàn Lập khẽ động, nghĩ tới một khả năng. Nhưng suy nghĩ lại, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Đầu cự long trước mắt này mặt người mình rồng cổ quái, hai mắt cũng không có đồng tử, chỉ có hắc viêm cuồn cuộn sâu không lường được, hiển nhiên là tồn tại cường đại không có linh trí, mặc dù có quan hệ cùng Bách Lý Đạo chủ, nhưng khó có thể là phân thân của gã. Hơn nữa chẳng biết tại sao, từ lúc đầu trúc long cực lớn này hiện thân về sau, Chỗ sâu trong thần hồn của hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ bài xích, hắn phát hiện bên trong hắc diễm long thân này tựa hồ ẩn chứa sát khí dày đặc đến cực điểm. Cảm giác mãnh liệt này trước đây chưa từng gặp, cùng lúc đó, trong hư không ngàn dặm phía bắc cách Bạch Ngọc Phong, lơ lửng một đóa cự hoa màu lam. Phía trên cự hoa, sau lưng là Thanh Hải, trên mặt đám người thương lưu cung nguyên bản chấn định tự nhiên cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, từng người một trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời giờ phút này là thanh hải cũng từ ghế dựa lớn màu vàng đứng lên ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào đầu cự long màu đen xa xa kia đang che khuất bầu trời sau một lúc lâu y mới chậm rãi mở miệng nói ta nguyên bản lúc đầu tưởng ngươi bế quan là vì trì hoãn ngũ suy chi kiếp không thể tưởng được ngươi tìm ra lối tắt khác đã vượt qua ngũ suy này đáng tiếc đáng tiếc nếu cho ngươi thêm thời gian vạn năm bắc hàn tiên cung há có thể làm gì được ngươi sư tôn chúng ta bây giờ nên làm sau lưng gã, tên nam tử tướng mạo thanh tú giống như thiếu nữ tiến lên vài bước nói. Các ngươi xem thật kỹ đi, đây chính là cơ duyên vạn năm khó gặp. Lần này tiên cung mặc dù đạt được mục đích, chỉ sợ cũng. Hắc hắc, lạc thanh hải cười hắc hắc một tiếng, quay người ngồi trở lại trên mặt ghế lớn, ngửa đầu hướng lên trời nhìn vào chỗ sâu trong chiến trường. Tại đó, toàn thân bách lý viêm bao bọc trong bảy màu quang hồ, một tay nắm một thanh tiên kiếm đỏ thấm, một tay cầm lấy một khối kính tròn hình bát giác lửa đỏ, đang rằng co cùng tiêu tấn hàn cách đó mấy trăm trượng. Trong phạm vi hai ba nghìn trượng quanh người tiêu tấn hàn, bao phủ một màn sáng cấm chế hình bán cầu gần như trong suốt. Phía trên cấm chế bạch quang tràn đầy, khắp nơi đều hiện lên từng miếng phù văn tuyết rơi hình dáng kỳ lạ, phía trên có hàn khí lạnh lạnh không ngừng tràn ra. Lấy tuyết oanh cầm đầu hơn 10 tên tu sĩ tiên cung, giờ phút này bọn chúng phân tán vây quanh bên ngoài màn sáng, trong tay mỗi người nắm một quả ngọc tuyết màu trắng, dưới tiên linh lực thúc dục nó nở rộ hào quang trắng muốt. Chính giữa bọn chúng có phần nữa là tu sĩ kim tiên cảnh, còn lại đều là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, mặc dù nhìn như Bách Lý Viêm bị vây khốn ở chỗ này, nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì. Bách Lý Viêm, khó trách thiên đình xem ngươi là họa lớn trong lòng, người thật sự không đơn giản. Một tay tiêu tấn hàn rút kiếm, đứng từ xa liếc nhìn Trúc Long xuất thế ngang trời, nói với Bách Lý Viêm. Tu Vi có thể đạt tới cấp độ như ta và ngươi, có người nào là đơn giản? Bách Lý Viêm cười lạnh nói, bất kể nói thế nào, hôm nay chúng ta cũng làm đến cùng, nếu không vạn năm về sau, chỉ sợ sẽ là Bách Lý Viêm ngươi coi trọng tìm đến Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta, đến lúc đó ta cũng không có năng lực đối phó một gã thái ất ngọc tiên ngươi. Tiêu Tấn Hàn nhàn nhạt, nhạt nói ra, vậy cứ thử xem, Bách Lý Viêm không nhanh không chậm nói, trên không bạch ngọc phong, nương theo một thanh âm rung trời hi hi hi, ai ít, vang lên, thân thể cao lớn trúc lòng uốn lượn dẫy ruộng, bay lên phía trên bầu trời, làm như muốn bay đến phiến hư không chỗ Bách Lý Viêm mắt thấy thân hình khổng lồ kia sẽ lọt vào tầng mây trong không trung phía dưới mặt đất chấn động ầm ầm đã sớm nghiền nát không chịu nổi thì phía trên hiện ra một hư ảnh pháp trận cự đại sáng lên một mảnh kim quang chói mắt chỉ thấy bảy cột trụ lớn màu vàng từ bốn phía trúc long bỗng nhiên bay lên trong khoảnh khắc liền tăng vọt đến độ cao vạn trượng phía trên kim long quấn quanh phù văn giang đầy không ngừng chiếu ra đường đường kim quang khiếp người phía trên mỗi đỉnh trụ lớn màu vàng còn có một gã kim tiên tiên cung đứng yên tay kết pháp quyết miệng tụng mật chú, thúc giục đại trận. Lúc trước cổ kiệt bị hô ngôn đạo nhân một kiếm xuyên thân, giờ phút này cũng đứng một vị trí trong đó, đóng giữ lấy một cột trụ lớn màu vàng. Cùng lúc đó, bầu trời trên đỉnh đầu Trúc Long, thân ảnh cung trang nữ tử phấn hồng đột nhiên hiện ra, trước người như cũng lơ lửng một đàn cổ màu trắng. Ra, ngón tay ngọc của nàng đột nhiên gẩy lên dây đàn, trong miệng quát khẽ một tiếng. Phía trên tám cột trụ lớn màu vàng lập tức vang lên một hồi phản âm kỳ dị, ở trên quấn quanh tám đầu kim long cực lớn, một hồi âm thanh âm vang, đầu lâu bỗng nhiên nhúc nhích, vậy mà sống lại. Ngao, một hồi liên tiếp âm thanh rồng ngâm vang lên, tám đầu rồng từ trụ lớn màu vàng đột nhiên bắn ra, dương nanh múa vuốt mãnh liệt phóng lên, từng đầu đâm vào trong ngọn lửa màu đen, hướng phía trên người trúc long cắn xé. Bên trong hắc diễm, thân hình tám đầu kim long thay đổi, quấn quanh thân hình trúc long, miệng khổng lồ mở lớn, đột nhiên cắn tới. Giang kim long ngoạm lại, dù chưa thể xuyên thấu lân giáp trúc long, nhưng lại gắt gao kẹp chặt thân thể nó. Giống, Trúc Long đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng gào thét sung trời, thân hình kịch liệt vặn vẹo, điên cuồng rằng co. Thân thể Trúc Long khổng lồ kéo lấy kim long quấn quanh trên người nó làm kịch liệt lay động, không ngừng đụng vào trụ lớn màu vàng, phát ra nhiều tiếng nổ vang rung trời. Nhưng mà, trụ lớn màu vàng dường như mọc rể trên mặt đất, căn bản lù lù bất động. Ở trên ẩn chứa lực lượng trói buộc, kim lân tỏa long trận lúc trước vây khốn bách lý viêm vẫn còn thắng thế, cho nên Trúc Long căn bản không cách nào thoát ra được hai mắt lô việt ngưng tụ thân hình lập tức phóng lên trời hóa thành kim quang trói mắt bắn vào không trung một tay y phất lên trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh đại cung màu đen hình sừng trâu cung này tạo hình giản dị phảng phất như một cột ô mộc trong núi tùy ý bẻ ngoặt chế thành mặt ngoài không có trang trí đồ văn gì thậm chí ngay cả phù văn đều không có khắc lên chẳng qua là chiếu ra hắc quang âm u thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa ánh mắt lô việt nhìn về phía trúc long vẫn còn dãy ruộng không thôi y hơi khom người bước về phía trước một bước, hai tay mở ra, một tay nắm dây cung, chậm rãi kéo về phía sau. Chỉ thấy trên hai tay y cơ bắp phồng lên, rung động không thôi, có vẻ cố hết sức. Y khom lưng cũng dần dần thay đổi, như từ hình dạng trăng lưỡi liềm chuyển biến thành trăng rằm. Dây cung dính sát trên mặt y một lát, hai tay y nắm cung cùng kéo dây cung, bắt đầu sáng lên nhẹ nhẹ từng sợi ngân sắc quang mang, dần ngưng tụ hóa thành một tia sáng trắng dạng dỡ hình mũi tên dài nhỏ, nhắm về hướng đầu trúc long ngón tay lô việt bị dây cung làm tan vỡ chảy ra nhẹ nhẹ vết máu tuy nhiên cũng bị tia sáng trắng trên đại cung chớp động hấp thu không có nhỏ xuống chút nào tức thì một thân khí tức nội liếm thủy chung không chút sức mẻ khống chế dương cung mà chưa bắn cùng lúc đó phía trên đầu mũi tên ngưng tụ ra tia sáng trắng như hạt gạo lúc đầu như có như không sau một lát càng trở nên ngưng thực từ bên trên truyền ra từng trận pháp tác chấn động kỳ dị thân hình trúc long bị trói buộc mặc dù điên cuồng dẫy ruộng nhưng vẫn không cách nào thoát được trở nên cực kỳ giận dữ. Đầu của nó đột nhiên quay lại, miệng há lớn, hỏa diễm màu đen mãnh liệt tuôn ra, bắn tới phía trên những đầu rồng màu vàng. Hắc diễm tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, trong nháy mắt liền che mất những đầu rồng màu vàng kia. So sánh với hắc diễm lượn lờ trên người trúc long, liệt diễm trong miệng phun ra có độ nóng cao hơn, ẩn chứa sát khí càng tăng lên. Chẳng qua là sau một lát, tám đầu kim long kim quang ảm đạm, thân hình héo rút, thoạt nhìn phảng phất như là muốn tan chảy. Tám người đang ở trên trụ lớn màu vàng cảm thấy chung quanh cực nóng khó chịu được, tốc độ huyết dịch toàn thân chảy ra dường như nhanh hơn gấp mấy lần, trong lòng phiền muộn vô cùng, dường như thân bị thiêu đốt trong địa ngục. Phốc, rốt cuộc một gã tu sĩ kim tiên sơ kỳ nhìn không được, há miệng phun ra mãnh liệt một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cổ kiệt cách gã không xa, bởi vì lúc trước bị một kiếm kia gây thương tích không nhẹ, giờ phút này thân hình cũng run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người này cầm trận bất ổn, khiến cho toàn bộ pháp trận cũng theo đó chấn động, lộ ra vẻ lung lay sắp đổ. Mắt thấy cột đá chung quanh chống đỡ không nổi, thân hình đại hán dâu quai nón đổng kiệt đột nhiên nhoáng một cái xuất hiện giữa không chung, cũng không biết gã sử dụng pháp chú gì, trên người hát quang mãnh liệt, thân hình vậy mà tăng vọt đến độ cao ngàn trường. Trong tay gã nắm một thanh khai thiên cự phủ, lăng không bay vào tới, chém xuống cổ trúc long. Phía trên lưới búa khắc liên tiếp phù văn, ô quang mãnh liệt, từ trong truyền ra từng trận lục lượng mãnh liệt xé rách đại địa làm hư không cũng có chút biến hình. Mắt thấy cự phủ sẽ phá vỡ hắc diễm, chém lên cổ trúc long, dị biến nổi lên. Trên đỉnh đầu trúc long bỗng nhiên có một đạo ánh lửa đỏ thẫm bắn ra cấp tốc nhanh như tia chớp, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm đỏ thẫm dài mấy trăm trượng, chém một cái vào phía trên phong nhận cự phủ. Chương 335: Nghiệp hỏa quy thân. Oanh một tiếng vang thật lớn, giữa không trung cao lập tức bạo liệt ra một mặt trời chói mắt, Từng sợi hỏa hồng quang tuyến nhẹ nhẹ không ngừng bắn đến hướng cự phủ nhanh như gió. Nhìn thế đi không thể đỡ, phía trên cự phủ két một tiếng, lại trực tiếp đứt gãy ra. Chuôi cự kiếm đỏ thấm này thế đi không ngừng, trực tiếp chui vào lồng ngực Đồng Kiệt rồi xuyên qua. Chỉ thấy ngay chỗ lồng ngực lập tức phá vỡ một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi chưa kịp tuôn ra, đã bị hỏa hồng quang tuyến trên cự kiếm đốt cháy, hóa thành từng sợi khói khí, tiêu tán ra. Thân hình Đồng Kiệt ở trên không lung lay mấy cái, nhanh chóng thu nhỏ lại rơi xuống dưới mà chui cự kiếm đỏ thẫm ở trên không bay vòng trở về trên đỉnh đầu trúc long phi kiếm chưa kịp ổn định quang mang liền lóe lên thu nhỏ lại thân ảnh hô môn đạo nhân từ trong loạn choạng ngã ra sắc mặt tái nhợt thở dốc từng ngụm vừa rồi lão không tiếc điều động tinh huyết trong cơ thể thông qua xích loan kiếm thi triển nhân kiếm hợp nhất mới đả thương nặng tên đại hán dâu quai nón kia mà giờ khắc này lão lại bất chấp phục dụng đan dược điều tức sau đó ngửa đầu lên không trung nhìn cung trang nữ tử hồng nhạt kia chỉ thấy sau lưng nàng sương mù bạch quang bỗng nhiên hiện ra, một cỗ chấn động vô hình nhộn nhạo lên, thân ảnh Vân nghe từ trong thoáng hiện ra phóng tới, trong tay mang theo một cành liễu xanh nhạt, từ phía sau công kích tới. Phía trên cành liễu ánh sáng màu xanh quanh quẩn, thời điểm ra tay mang theo tiếng sấm nổ mạnh, vô số liễu diệp quang nhận cuốn tới, giống như đả thần tiên đánh vào sau lưng cung trang nữ tử. Lúc này cung trang nữ tử vì củng cố đại trận gần như tan vỡ, đã là đỡ trái hở phải, căn bản không chú ý phía sau lưng. Lúc phát hiện thì đã chậm một bước, sau lưng cung trang nữ tử băng quang mãnh liệt dựng lên nghênh đón cảnh liếu kia. Cùng lúc đó, bên cạnh Vân Nghê một đạo lưu quang hiện lên, ánh mắt Âu Dương khuê sơn phức tạp từ đằng xa lướt gấp đến, trong tay nắm một kim sắc trường kiếm, đâm tới ngực Vân Nghê. Vân Nghê thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, căn bản không tránh né, dường như muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, cũng muốn hoàn thành một kích này. Bong, một hồi dày đặc ánh đao từ trên cảnh liếu cuốn động phóng tới lập tức xé tường băng mở ra một lỗ hồng, trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng nữ tử. Linh quang hộ thể sau lưng cung trang nữ tử bị đao quang liễu diệp bỗng nhiên quấy tán, toàn bộ cơ thể bổ nhào về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, giải đầy trên tấm đàn cổ. Cùng lúc đó, mũi kiếm Âu Dương Khuê Sơn cũng đến trước ngực phân nghê, lúc gần đâm chúng thì cổ tay y chợt chuyển hướng, mũi kiếm cuối cùng trách đi vài phần, đâm vào đầu vai Vân nghi Vì hắn mà nàng chịu khổ như vậy sao? Trong mắt y hiện lên một vòng thần sắc khổ sở, thì thào hỏi. Nhưng Vân Nghe chỉ cười cười, không nói gì thêm, cả người liền hóa thành vô số cánh hoa màu trắng, tiêu tán ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của nàng một lần nữa hiện ra, đã về tới bên cạnh hô ngôn đạo nhân. Gào, lại một tiếng gào thét rung trời, hắc diếm trên người Trúc Long tăng vọt gấp mấy lần, thân hình ở trên không dẫy dụa mãnh liệt, ngược lại làm kim sắc bàn long đang quấn quanh người nó càng thêm quấn chặt vài phần. Chỗ lớn kim sắc chung quanh không được củng cố, bị cổ cự lực này lôi kéo một hồi, lập tức chấn động kịch liệt nghiêng lệch về hướng trung tâm. Thân hình trúc long vọt mạnh lên phía trên, một hồi âm thanh bạo phá không ngừng vang lên, kim sắc bàn long quấn quanh người nó đứt gãy từng khúc, hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán. Oanh oanh oanh, theo sát phía sau, bảy cột sáng kim sắc ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo kim sắc quang hồ cực lớn, trùng kích về bốn phương tám hướng. Cung trang nữ tử hồng nhạt ở bên trong và vài tên tu sĩ kim tiên tiên cung cũng bị đại trận cắn trả máu tươi nhao nhao chảy như điên, rơi từ trên cao xuống dưới. Trúc Long màu đen thoáng giấy ruộng mở trói buộc, lần nữa bay lên như diều gặp gió, thoáng cái liền bay ra khỏi tầng tầng vân hải, đi tới hư không một chỗ khác trên chiến trường. Chỉ thấy chỗ hư không đó, bạch quang quanh quẩn, bao phủ một tầng màn sáng màu trắng cực lớn. Ở trong màn sáng, hàn phong gào thét, bông tuyết bay múa đầy trời, trên tầng mây ngưng kết một tầng băng cứng dày đặc, không ít đám mây đều bị băng tuyết bao trùm, đông lạnh kết thành băng điêu hình dạng cổ quái khác nhau, thoạt nhìn giống như đã đến Minh Hàn Đại Lục. Cái này là, linh vực kim tiên của tiêu tấn Hàn, ánh mắt hồ ngôn đạo nhân ngưng lại, mở miệng kêu lên. Bách lý đạo chủ, vân nghe đưa tay chỉ màn sáng phía xa, kêu lên. Lúc trước nàng đã ăn vào đan dược chữa thương, lúc này thương thế ở đầu vai đã hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Theo hướng nàng chỉ có thể nhìn thấy, trung tâm màn sáng lơ lửng một tòa cự bia băng tinh cự đại, phía trên lam quang tràn đầy, khắp nơi đều là hàn khí lành lạnh. Ở trong tòa cửa bia băng tinh, giam cầm một gã trung niên nam tử, đang mặc trường bào lửa đỏ, khí thức uy nghiêm, đúng là Bách Lý Viêm. Trên người gã bao phủ một tầng thất thải quang hồ, không ngừng lóe ra quang mang, dường như đang toàn lực chống lại hàn khí ăn mòn của băng tinh. Mắt thấy trúc long màu đen xuyên qua vân hải bay nhanh đến bên này, trong mắt gã hiện lên một tia phức tạp. Trên đỉnh cửa bia băng tinh, tiêu tấn hàn trong bộ tuyết bào, hai tay chống kiếm đứng thẳng trên đó sau lương y đang treo một băng luân tinh oánh cự đại phía trên ánh sáng bạc rực sáng đang có từng miếng phù văn màu bạc không ngừng bay ra mỗi khi có một phù văn bay hạ xuống sẽ theo trường kiếm trong tay y rơi vào trên tấm cự bia băng tinh từ đó trên tấm cự bia liền phát ra âm thanh ken két trở nên kiên cố vững chắc hơn trong đó ẩn chứa hàn khí lành lạnh càng nồng đậm thêm vài phần mắt thấy trúc long màu đen xông đến trong mắt tiêu tấn hàn hiện lên một tia tức giận chỉ thấy một tay y nắm chuôi kiếm tay còn lại bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vung lên phía trước. Băng luân sau lưng y rực sáng ánh sáng bạc, hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu băng tinh cự long to vạn trược, xông đến trúc long màu đen. Một đen một trắng, một băng một hỏa, hai thứ không buông tha, va và chạm vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một bộ phận phía đầu băng tinh cự long bắt đầu vỡ vụn từng tầng, hóa thành một mảnh tuyết phân óng ánh, trúc long màu đen thì xuyên thẳng qua đến màn sáng màu trắng. veo mắt thấy song rác trúc lòng muốn đâm rách màn sáng một mũi tên vạch phá bầu trời bay đến lập tức âm thanh vang vọng toàn bộ thiên mạc lô việt tụ lực thật lâu mũi tên đạt đến đỉnh điểm uy lực cuối cùng tại thời khắc này bắn ra chỉ thấy một mũi tên màu bạc mang theo đuôi lửa thật dài trói mắt giống như sao băng xẹt qua thiên mạc phía trên đầu mũi tên một vòng xoáy màu bạc ngưng thực vô cùng kịch liệt xoay tròn những nơi đi qua hư không chấn động vô số thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới hiện lên vòng xoáy hình dáng dũng mãnh. Mũi tên màu bạc giữa không trung cấp tốc lớn lên, lúc đầu to khoảng 3 thước, rất nhanh tăng vào đến ngàn trượng, lập tức đâm thủng Vân Hải tạo ra một lỗ trống thật lớn, bắn vào cằm trúc long. Oanh một tiếng vang thật lớn, từ cằm đến đỉnh đầu trúc long dường như bị mở ra một lỗ trống thật lớn như cửa sổ mái nhà. Một đạo vòng xoáy màu bạc cử đại xỏ xuyên qua đó, vô số thiên địa nguyên khí dày đặc điên cuồng mãnh liệt tụ tập cuốn vào trong đó linh áp chỗ đó cũng đang không ngừng bay lên rất nhanh đạt đến trình độ khủng bố hô môn đạo nhân thấy thế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của vân nghê trên người xích quang sáng rõ nhanh chóng phóng đi lão vừa mới bay ra hơn nghìn trượng sau lưng liền có một tiếng vang thật lớn chuyển đến uyên uyên rầm rầm vòng xoáy màu bạc kia ầm ầm nổ bể ra vô số thiên địa nguyên khí cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng điên cuồng xé rách hư không bao phủ phương viên ngàn dặm vào trong hai người hô môn đạo nhân cảm thấy sau lưng một cỗ lực lượng tràn đầy khủng bố cuồn cuộn kéo tới trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi thân thể tựa như thuyền nhỏ trong gió lốc không tự chủ được bay về phía trước vòng xoáy màu bạc trong lúc nổ tung không ngừng lớn lên đầu trúc long cực lớn dưới tác động của vòng xoáy quấy phá bên trong liền phá vỡ ra dần dần hóa thành tầng tầng xương mù màu đen dày đặc cuồn cuộn kịch liệt nhưng sau một khắc một màn quỷ dị xuất hiện những hắc vụ dày đặc kia chẳng những không có tiêu tán ngược lại như là châu đất xuống biển tràn vào màn sáng màu trắng, tiếp theo toàn bộ hòa nhập vào tấm cự bia băng tinh. Oanh một tiếng vang thật lớn, bên trong tấm cự bia băng tinh, một vòng mặt trời màu đen bỗng nhiên nổ tung lên. Một cổ sóng khí cuồng bạo cuốn lấy vô số mảnh vụn băng tinh, nhanh chóng bắn về bốn phương tám hướng. Trên người tiêu tấn hàn bạch quang lóe lên, thân hình trực tiếp từ trên tấm cự bia thuấn di ra, mà đám người tuyết oanh ở bốn phía chung quanh tấm cự bia, nguyên một đám lóe lên linh quang hộ thể, nhưng vẫn bị tạc bay tứ tán. Ngay sau đó, giữa không trung cao từng sợi sương mù màu đen nhẹ nhẹ ngưng tụ lại một chỗ, thân ảnh Bách Lý Viêm từ trong hiển hiện phóng tới, chậm rãi rơi vào phía trên băng cứng ngưng kết trên tầng mây. Quanh thân gã hắc vụ lượn lờ, hai bên đầu vai lơ lửng một viên hắc diễm âm u, một đầu hồng phát đã triệt để biến thành đen, ở giữa mi tâm xuất hiện một linh văn hỏa diễm màu đen to chừng ngón cái, đôi mắt gã trở nên thâm thúy tối tăm hơn. Thoạt nhìn, gã lúc này cùng lúc trước tưởng như hai người khác nhau khí thế trên người gã tăng vọt gấp mấy lần giơ tay nhấc chân đều mang theo tiếng gió hạc hạc tựa như một ma vương độc nhất vô nhị không thể tưởng được bổn tọa nhiều năm qua hao hết trăm cây nhìn đắng mới đưa một thân vào trong nghiệp hỏa hôm nay lại bị bức bách phải tự thu hồi thật sự là thiên đạo trêu ngươi ánh mắt bách lý viêm nhìn về phía tiêu tấn hàn mặt không biểu tình nói rất tốt đây mới là sát tiên bách lý viêm bị thiên đình truy nã bất quá bởi như vậy để ngũ kiếp này người cuối cùng trốn không thoát Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói ra, thần sắc nghiêm nghị, không có tùy tiện hành động. Mà thôi, việc đã đến nước này, không bằng để cho nghiệp hỏa này đốt tràn lan một chút a. Ánh mắt bách lý viêm âm trầm, lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, hắc vụ quanh thân gã không ngừng tuôn ra, phía sau hình thành một bức tường xương mù màu đen, không ngừng đẩy mạnh về phía Tiêu Tấn Hàn, hóa thành một mảnh linh vực màu đen, bắt đầu che khuất dần màn sáng màu trắng trên bầu trời. Cùng lúc đó, ánh mắt gã lạnh lùng, từng bước một dẫm phía trên tầng mây băng cứng, đi đến phía tiêu tấn hàn. Không trung tầng mây như băng nứt ra, thanh âm ken két vang vọng thiên mạc. Nghiệp hỏa quy thân, ai, đi thôi, bên trong đóa hoa lớn màu lam phía dưới vân hải đằng xa, lạc thanh hải phải tay, dẫn đám người thương lưu cung bay vút về phương Bắc, tránh xa khoảng thiên địa này. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Hùng Sơn nhìn vào chỗ sâu trong thương khung, sau đó không chút do so dự, quay người vội vã bay về phía Tây. Đám người phó đạo chủ còn lại cũng nhao nhao lắc đầu, bay khỏi đó như y. Nhìn qua trên ngọn núi cũ, độn quang nổi lên bốn phía, rất nhiều chân tiên trưởng lão cũng bắt đầu nhao nhao bay khỏi. Lam mang trong mắt hàn lập thu lại, không nhìn bên kia nữa. Vừa rồi ánh mắt hắn dừng lại trên thân hai người hô ngôn đạo nhân, phát hiện hai người cũng đã chạy xa, hắn liền muốn lập tức rời đi. Kỳ huynh, nơi này không nên ở lâu, lệ mỗ đi trước. Hàn lập quay đầu, nói với kỳ lương bên cạnh, lệ huynh đi trước, kỳ mỗ còn muốn lưu lại một lát. Kỳ lương nghe vậy, hơi sướng sờ, lập tức nói ra. Giao phong thuộc về kim tiên đỉnh phong thật sự hiếm thấy, bởi vậy kỳ lương cam nguyện bất chấp nguy hiểm ở lại, chờ mong từ trong đó lấy được ích lợi tu luyện, thậm chí đạt được cơ duyên có thể phá cảnh, cũng không phải là không thể. Bảo trọng, hàn lập gật đầu nhẹ với y, từ trong đám người xuyên ra, độn quang trên người phát sáng lên. chương 336, nhớ tới gì đó, thân hình hàn lập lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo thanh hồng, Mơ hồ một cái lại lóe lên chui vào hư không xa xa không thấy bóng dáng nữa. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện lần nữa đã ở ngoài ngàn dặm, vừa hiện thân lại nhoáng một cái nhanh chóng bắn đi. Khoảng cách lần này xa hơn lần trước một chút, hắn lập tức gia tốc phi đột, trong nháy mắt bay ra khoảng cách mấy vạn dặm, đáp xuống trên một ngọn núi vắng vẻ. Hàn Lập ở trên đỉnh núi, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Phong, khẽ thở dài. Mặc Kệ Trúc Long đạo hôm nay cuối cùng có vượt qua một kiếp này hay không, hắn đều không thể ở lại bị cỗ thế lực như Bắc Hàn Tiên Cung nhìn chằm chằm vào, về sau chắc chắn không ngừng phân tranh, mà ngày bình thường hắn cùng hô ngôn đạo nhân kết giao rất thân, ai biết lúc trước có bị người nào theo dõi hay không. Mấu chốt chính là, tên hòa phục thanh niên kia cho hắn một cảm giác vô cùng bất an, mặc dù không rõ vì cái gì, bất quá hắn vô thức nghĩ nên tránh xa người này. Hàn lập thu hồi ánh mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người nổ vang tiếng nổ lớn, bỗng nhiên hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện, trong giây lát ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận thanh âm nổ vang vừa vang lên, điện quang trên lôi điện pháp trận đại thịch, thân ảnh của hắn lại biến mất giữa không chung. Sau khi thân ảnh Hàn Lập biến mất không lâu, từng đạo độn quang hoặc sáng hoặc tối từ hướng Bạch Ngọc Phong bay tới, mỗi người đều bay về hướng xa. Những người này đúng là người trúc long đạo, trong đó không thiếu chân tiên trưởng lão. Một chỗ trên ngọn núi ở Trung Minh Sơn Mạch, một kim tuyến mơ hồ phá toái hư không, vô thanh vô tức bay nhanh về phía trước, tốc độ so với độn quang bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Kim tuyến ẩn hiện hình dạng lôi điện, hơn nữa nhìn quỷ dị vô cùng, những nơi đi qua hư không chấn động một chút, đúng là loại độn pháp kết hợp lôi độn chi lực cùng không gian chi lực. Lôi độn tuy rằng thoạt nhìn giống như độn tốc thuấn di, nhưng cũng không phải thuấn di, chẳng qua là đem bản thân chuyển hóa thành hình thái lôi điện, là một loại độn pháp dùng tốc độ lôi điện nhanh chóng di động mà thôi. Kim tuyến xuyên toa trong hư không chợt chậm lại, bên trong hư không phía trước hiện ra từng cỗ vô hình chi lực, ngăn cản kim tuyến, khiến người có loại cảm giác như tiến vào trong ao đầm. Càng tiến đến, cổ vô hình chi lực này càng lớn, tốc độ kim tuyến tiến lên càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí tốc độ như độn quang bình thường của chân tiên. Hư không chấn động một hồi, đạo đạo kim sắc lôi quang hiển hiện phóng tới, hình thành một cái lôi điện pháp trận. Một tiếng lôi minh nổ mạnh, thân ảnh Hàn Lập ở trung tâm pháp trận hiển hiện ra. Hắn nhìn lướt về phía trước, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay về phía trước trốn đi, trong nháy mắt đã đến bên ngoài mấy trăm dặm, mới ngừng lại chỉ thấy mặt đất phía trước dâng lên một bức tường xương mù màu vàng cự đại vô cùng, ranh giới thông thiên, tả hữu kéo dài, nhìn cũng không thấy điểm cuối. Trên tường xương mù hoàng vụ cuồn cuộn, biến ảo ra các loại hình dạng, khi thì như vân hà, khi thì như mãnh thú, biến hóa muôn phần. Từng đạo hoàng mang từ bên trong lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vô số trận văn màu vàng lập lè, một cỗ khí tức trầm trọng như núi đập vào mặt, giống như một ngọn núi cự đại vô cùng đứng vững ở phía trước. Thân hình hàn lập nhoáng một cái, bay đến bên cạnh bức tường sương mù, tâm niệm vừa động, thần thức lan ra, hướng về bên trong bức tường sương mù. Kết quả thần thức vừa mới chui vào hoàng vụ một chút, lập tức bị một cỗ vô hình chi lực không chút khách khí bắn ngược ra ngoài. Hắn nhíu mày, lập tức lam quang trong mắt lập lòe, bắn ra hai luồng lam quang như ngưng động thực chất, nhìn về phía bức tường sương mù. Sau một lát, lam quang trong mắt hàn lập lóe lên biến mất, lẩm bẩm nói thật là cấm chế lợi hại. Ngăn hắn lại, chính là bức tường sương mù này lôi điện truyền thống trận của hắn có thể trực tiếp xuyên qua không gian chi lực cấm chế bình thường đúng là ngăn không được trừ phi là cấm chế đồng dạng ẩn chứa không gian chi lực vừa rồi hắn toàn lực thi triển thần thông linh mục cuối cùng nhìn ra một ít manh mối trên cấm chế bức tường sương mù này ở sâu trong cấm chế bức tường sương mù thình lình tràn ngập một tầng không gian chi lực hơn nữa dày đặc hùng hậu hiển nhiên là một loại cấm chế không gian cực kỳ cường đại không những ngoài cấm chế không gian bên trong bức tường sương mù còn có nhiều loại cấm chế khác sung hợp lẫn nhau, thủ pháp cực kỳ cao minh. Mặc dù là hắn, nếu muốn phá giải cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Hàn Lập nhìn chung quanh, đồng thời thần thức toàn lực lan ra. Sau mấy hơi thở, hắn thu hồi thần thức, sắc mặt âm trầm xuống. Phạm Vi cấm chế bức tường xương mù này vậy mà cực lớn vô cùng, dùng thần thức cường đại của hắn, căn bản không cách nào dò xét rõ ràng. Bất quá hắn đã hiểu rõ tình huống hiện tại, cấm chế bức tường xương mù màu vàng này hẳn là siêu cấp đại trận, hình dáng hình cầu dùng bạch ngọc phong làm trung tâm, bao phủ một mảng lớn khu vực xung quanh vào bên trong. Thời điểm lúc trước hắn trở lại bạch ngọc phong, đã từng đi qua nơi này, khi đó nơi này tuyệt không có cấm chế cự đại như vậy. Hẳn là những kim tiên đạo chủ Bắc Hàn tiên cung cùng Trúc Long đạo đã sớm bố trí A. À. Trong nội tâm Hàn lập nghĩ như vậy, xem ra những người làm ra hành động ngày hôm nay, hẳn là mưu đồ từ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mục đích hẳn là phòng ngừa Bách Lý Viêm sử dụng độn thuật chạy trốn. Hàn Lập suy nghĩ một lát, Cánh tay vung lên, 12 kim quang từ trên người bắn ra, lơ lửng quanh người, rõ ràng là 12 câu lôi mộc, phía trên khắc đầy phù văn cùng trận đồ lôi điện phức tạp. 12 câu lôi mộc, trái một cây phải một cây, xếp đặt thành hình dáng một cái pháp trận. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang phía trên 12 câu lôi mộc đại phóng, một cái pháp trận lôi điện lớn hơn mấy chục lần hiện ra, vô số phù văn lôi điện phức tạp ở bên trong lập lè. Một tiếng lôi điện nổ vang, lôi điện pháp trận hào quang tỏa sáng. Hàn Lập ở trong đó, thân ảnh trở nên hơi mờ. Nhưng sau một khắc, lôi điện pháp trận đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, bên trong điện mang hỗn loạn, hơn nữa càng ngày càng không thể khống chế. Oanh một tiếng, toàn bộ lôi điện pháp trận ầm ầm vỡ vụn, thân ảnh Hàn Lập loạn choạng ngã ra, lần nữa trở nên ngưng thực. Hắn trầm mặc một lát, phất tay thu 12 câu lôi mộc vào, nhìn về màn sáng hoàng vụ phía trước, đang muốn làm cái gì đó. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, trên đỉnh đầu hắn hắc ảnh lóe lên, một mảnh hắc phân hiển hiện phóng tới, từng đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu lần, những nơi đi qua hư không chợt hiện, hướng phía đầu Hàn Lập chém xuống. Trên thân Hàn Lập bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh, thân hình nhoáng một cái biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện bên ngoài mấy ngàn trường. Ngàn vạn hắc quang đánh vào ngọn núi ở phía dưới, tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ ngọn núi lập tức bị đánh thành tổ ong, vỡ vụn sụp xuống. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn qua hướng trên bầu trời, chỉ thấy ba đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, quang mang chập trờn một hồi, hiện ra ba bóng người. Người đi đầu, thình lình chính là tên kia hoa phục thanh niên. Hai người bên cạnh một thân hắc y, kính cẩn đứng sau lưng hoa phục thanh niên, thoạt nhìn giống như hai hộ vệ, hai người một người mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, cao lớn mập mạp, người kia nhỏ gầy, giống như khô lâu. Các hạ đây là ý gì? Mục tiêu của các ngươi là bách lý viêm, cùng tiểu nhân vật trúc long đạo như ta không có quan hệ gì a à nét mặt hàn lập không thay đổi nói trong lúc nói chuyện hắn âm thầm dùng thần thức nhanh chóng đảo qua ba người nhưng trong lòng thì lộp bộp một chút hai gã hộ vệ áo đen một béo một gầy đều có tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ mà tên hoa phục thanh niên kia lại mông lung không rõ không cách nào cảm ứng tu vi cụ thể nói cách khác người này nếu không phải tu luyện bí thuật ẩn nấp vô cùng lợi hại thì chính là một gã tu sĩ kim tiên chật chật thật sự là chia tay ba ngày đã triệt để thay đổi cách nhìn của ta với ngươi lúc này mới bao nhiêu năm ngươi chẳng những không chết lại trở thành một gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ thật sự là đáng mừng nha hoa phục thanh niên không có ý tứ trả lời câu hỏi hàn lập chậm rãi mở miệng nói nói như vậy các hạ trước kia đã gặp ta mày hàn lập nhân lại trầm giọng hỏi hoa phục thanh niên tựa hồ nghe đến chuyện cực vui trong mắt hiện ra sắc mặt đắc ý cười lên ha hả hàn lập nhìn xem người này sắc mặt một hồi âm tình bất định thiếu chủ dưới diệt hồn chân quang của người tiểu tử này đâu còn nhớ rõ chuyện lúc trước không biến thành một kẻ ngu chính là thiên đại tạo hóa của hắn rồi hắc y mập mạp cười khan một tiếng vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng nói hoa phục thanh niên cười lên ha hả hai người đi theo bên cạnh cũng ôm bụng cười không thôi hàn đạo hữu ta nhớ ra rồi là năm đó người này gây thương tích nặng cho ngươi cũng phong ấn ta cùng thanh trúc phong vân kiếm trong đầu hàn lập đột nhiên vang lên thanh âm giải đạo nhân ngươi chắc chắn không có nhớ lầm trong nội tâm hàn lập chấn động vội vàng truyền âm hỏi tuyệt sẽ không sai thần thông người này cổ quái dường như có năng lực phong ấn trí nhớ ta cũng là về sau nắm trong tay khôi lỗi này gần đây mới khôi phục một ít đoạn ngắn trí nhớ nhưng gặp lại người này chắc chắc không thể nghi ngờ giải đạo nhân quả quyết nói hàn lập không nói gì nhưng nhìn về phía hoa phục thanh niên chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang xem ra cuối cùng ngươi cũng nhớ ra cái gì đó những năm này ta tìm ngươi thật khổ không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử hôm nay lại gặp được chỗ này Hoa phục thanh niên cười nhẹ nói, xem ra ta và người thật không hữu duyên, thần sắc hàn lập khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Ta cũng không muốn nói nhảm cùng ngươi, ngoan ngoãn giao bí mật tinh hạt ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hoa phục thanh niên tự nhiên nói ra, nhưng ta cũng không có ý định thả ngươi một con đường sống. Hàn lập lắc đầu nói, sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi xính cường, nhớ kỹ, lần này vận khí sẽ không tốt như vậy. Trên mặt hoa phục thanh niên thu lại vẻ tươi cười, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hắc mang từ đầu ngón tay bắn ra. Hắc mang bay vụt ra, về sau lập tức bộc phát vô cùng chói mắt, vèo một tiếng từ chỗ cũ biến mất vô tung. Ánh mắt Hàn Lập co rụt lại, thân hình nhoáng một cái lướt ngang bên trái, đồng thời không chút nghĩ ngợi bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu xanh lóe lên, bốn đạo thanh sắc phi kiếm hiển hiện phóng tới, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể hắn. Đạo hắc quang kia từ hư không xuất hiện bên cạnh Hàn Lập, lập tức chém tới, bất quá lại bị một thanh phi kiếm ngăn lại. Keng một tiếng vang thật lớn, cả người hắn như bị búa tạ đánh chúng bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Lúc này Hàn Lập mới nhìn rõ hắc quang kia đúng là một thanh chùy nhỏ màu đen, lớn cỡ một xích, trên thân chùy được khắc từng đạo linh văn huyền diệu, tản mát ra linh khí dao động làm cho người ta sợ hãi. Phi kiếm màu xanh tuy rằng chặn được chùy nhỏ, thân kiếm lại run rẩy không thôi, phát ra âm thanh ông ông chấn minh, dường như không chịu nổi gánh nặng. Mười ngón tay Hàn Lập bắt quyết liên tục, ba thanh phi kiếm khác bay vụt tới, nhanh chóng đánh vào phía trên chùy nhỏ màu đen. Keng keng keng, liên tục ba tiếng nổ vang, chùy nhỏ màu đen lập tức bị đánh bay ra ngoài. Chương 337, cực sơn lại xuất hiện. Cùng lúc đó, hai tay Hàn Lập đồng thời hất lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh phóng tới, đồng thời thân hình không chút nghĩ ngợi bắn ngược về phía sau. Những phi kiếm này cùng bốn phi kiếm lúc trước tụ lại trước người, ánh sáng màu xanh lượn lờ, trong nháy mắt hóa thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhoáng một cái liền huyễn hóa ra trăm ngàn đạo kiếm khí màu xanh độc nhất vô nhị, tựa như một dòng sông kiếm khí, phô thiên cái địa bắn nhanh tới ba người. Những nơi đi qua, hư không bị chém mở ra, làm nổi bật lên ánh sáng màu xanh sáng chói. Trong lúc nhất thời, kiếm minh oanh vang, hư không chấn minh, thanh thế cực kỳ kinh người. Hai gã hộ vệ áo đen thấy Hàn Lập vừa ra tay thế công đã mạnh mẽ như thế, không khỏi biến sắc. Còn hoa phục thanh niên thì khóe miệng cười lạnh một tiếng, đơn tay khẽ vẫy thu chùy nhỏ màu đen vào trong tay áo, trong tay kia chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái ngân sắc linh đang, nhoáng lên một cái. Linh văn mặt ngoài linh đang sáng ngời, truyền ra một hồi âm thanh giòn vang. Ngay sau đó, từng vòng ánh sáng màu bạc nhạt từ linh đang phóng ra bốn phía cuồng quyển, trong khoảnh khắc bao trùm hơn phân nửa hư không phía trước, tạo thành một mảnh sóng hải. Sông lớn kiếm khí màu xanh vừa mới xuyên vào ngân sắc sóng hải, bị ánh sáng trong đó cuốn lấy, giống như lâm vào vũng bùn, vặn vẹo biến hình một hồi, tiếp theo liền vô thanh vô tức sụp đổ, khí thế kiếm khí làm cho người ta sợ hãi cuối cùng bị hóa giải một cách hời hợt. Chỉ có bản thể 72 thanh phi kiếm vẫn còn, nhưng ở trong ngân sắc sóng hải nhao nhao quay tròn loạn chuyển tứ tán, bộ dạng như không tìm thấy phương hướng. Hàn Lập nhìn thấy một màn này, trên mặt không chút biểu tình, hai tay biến đổi pháp quyết. Lôi minh chợt vang, kim sắc lôi quang bên ngoài 72 thanh phi kiếm đại phóng, bỏ qua ảnh hưởng của ánh sáng mà ổn định lại, tiếp theo trên mỗi một thanh phi kiếm kim sắc hồ quang điện đan vào thành một đường vân cổ quái. Một màn quỷ dị xuất hiện, theo những đường vân này kim quang lóe lên, tất cả phi kiếm lập tức biến mất bên trong ngân sắc sóng hải. Ngay sau đó, hư không chung quanh ba người có tiếng sét nổ lớn, điện quang trên 72 thanh phi kiếm lượn lở hiện ra phóng tới. Từng đạo kim sắc hồ quang điện chói mắt vừa thô vừa to hiện ra, đan kết lẫn nhau, ngưng tụ thành một lôi điện pháp trận, bao phủ ba người vào trong. Biến cố phát sinh với tốc độ ánh sáng làm ba người hoa phục thanh niên chưa kịp phản ứng, đã bị hãm vào trong lôi trận. Một cỗ cấm cố chi lực cường đại từ trong lôi trận tán phát ra, thân thể ba người như hãm vào trong vũng bùn, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng có chút trì trệ. Trên mặt hai người béo gầy lộ vẻ kinh hãi, trên người nhao nhao khởi động hào quang hai màu xanh đen, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của lôi trận. Hoa phục thanh niên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt khẽ quét qua thanh trúc phong vân kiếm chung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, hào quang trên 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm tỏa sáng, từng đạo kiếm khí vừa thô vừa to so với vừa rồi sáng người gấp mấy lần hiển hiện, hiện phóng tới, xen lẫn với kim sắc lôi hồ đầy trời, gào thét chém xuống ba người. Thiếu chủ, hai người béo gầy thấy vô số kiếm khí gào thét tới, nhưng vẫn không cách nào thoát được trói buộc, trong nội tâm khẩn trương cùng hô lên. Hoa phục thanh niên hừ nhẹ một tiếng, dường như không bị lôi trận trói buộc chút nào, một tay phất lên, một cái pháp quyết lóe lên tức thì bay vào trong linh đang, lập tức ra sức lay động, từng vòng ánh sáng ngân sắc dày đặc hơn vừa rồi gấp mấy lần hiện ra, quét ra chung quanh, mở ra một khu vực sóng ngân quang lớn cỡ một vài mười trường. Hai người béo gầy chợt cảm thấy buông lỏng, tiên linh lực trong cơ thể cũng theo đó khôi phục vận chuyển, nhưng kiếm khí đầy trời đã đến cách ba người chưa đầy mười trường. Nhưng vào lúc này, thanh niên há mồm phun một cái, một đoàn hôi quang bắn ra, quay tròn trên đỉnh đầu ba người. Mảng lớn hôi quang hiện ra, bao phủ thân thể ba người vào trong. Sau một khắc, vô số kiếm khí sen lẫn kim sắc lôi quang gào thét tới, hình thành một quang đoàn màu xanh thật lớn, trong khoảnh khắc che khuất thân thể ba người. Quang đoàn chúng kiếm quang điên cuồng thiết cắt, kim sắc lôi quang chớp động, ngọn núi và mặt đất phía bên dưới hết thảy bị ảnh hưởng bị chém thành bột mịn. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạng ầm vang, hư không cách quang đoàn mấy trăm trượng, Hàn Lập đứng lơ lửng tại đó, quần áo bay phần phật, đơn tay nắm lấy một quả tiên nguyên thạch nhanh chóng hấp thu tiên linh lực trong đó. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhướng, ngay chỗ quang đoàn màu xanh bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang nhẹ khó có thể nghe thấy tiếp theo một viên hôi quang lại phá vỡ tàn sát bửa bãi kiếm khí màu xanh dường như bỏ qua kim sắc lôi hồ chung quanh từ trong sông ra ở giữa không trung thu vào sau đó hiện ra thân ảnh ba người hoa phục thanh niên một tòa tiểu sơn màu xám lơ lửng trên đỉnh đầu ba người nhẹ nhàng xoay tròn tản mát ra hôi quang nồng đậm bao bọc ba người lại ngoại trừ hai người béo gầy thoạt nhìn bên ngoài có chút chật vật toàn thân hoa phục thanh niên không hư hao chút nào áo quần cũng không bị tàn phá một điểm, hai mắt lại gắt gao nhìn chầm chầm vào Hàn Lập. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào phía trên tòa núi nhỏ màu xám, ánh mắt có chút phức tạp. Tuy rằng hình dáng có chút khác so với trước kia, bất quá hắn vẫn nhận ra, vật ấy thình lình đúng là một kiện trọng bảo hắn đã mất đi, nguyên hợp ngũ cực sơn. Hậu thiên tiên khí này của người quả thật không tệ, đáng tiếc thủ pháp luyện chế quá mức phụng về, năm tòa cực sơn cũng không đủ tinh thuần, bản thiếu ra bỏ ra không ít tâm tư máu huyết. Một lần nữa mới tế luyện đến trình độ này. Lại nói tiếp, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thi triển, để cho nguyên chủ nhân ngươi nếm thử uy lực của nó à. a. Hoa Phục thanh niên nhìn như tùy ý nói, một tay lại giơ lên. Tiểu Sơn màu xám quay tít một vòng, sau đó phát triển lớn lên, hóa thành một ngọn núi màu xám khổng lồ, mặt ngoài hôi quang bao phủ, vô số linh văn huyền diệu, chữ khắc vào phía trên, quang mang lưu chuyển, hung hăng đánh tới quang đoàn màu xanh. Ngọn núi khổng lồ chưa đến một cỗ uy áp đáng sợ đã ầm ầm đến, quang đoàn màu xanh nổi lên sóng gió. Hàn lập nhíu mày, trong tay bấm niệm pháp quyết, quang mang trên quang đoàn màu xanh lóe lên, vô số kiếm khí lập tức thu liếm lại vào phía trong, trong nháy mắt hóa thành một đóa kiếm liên màu xanh, mặt ngoài từng đạo kim sắc điện quang trên cánh sen to cỡ miệng bát bắt đầu lay động, kiếm liên màu xanh quay tít một vòng, ánh sáng màu xanh nở rộ giống như thái dương chói mắt, vô số thanh quang kiếm quang minh mông cuồng quyển phóng tới, nghênh đón ngọn núi khổng lồ màu xám. Nhưng mà vào lúc này, dưới đáy ngọn núi khổng lồ tối tăm mờ mịt hào quang hạ xuống, nghênh đón kiếm liên màu xanh. Mặt ngoài kiếm liên, kim sắc hồ quang điện lại vô thanh vô tức biến mất trong dáng mây xám, không thấy gì nữa, kiếm liên cũng theo đó vỡ vụn từng khúc, lần nữa hóa thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, ở trong dáng mây xám quay tròn loạn chuyển, mặt ngoài linh văn cũng theo đó lúc sáng lúc tối. Hàn Lập thấy cảnh này, nhướng mày, nguyên hợp ngũ cực sơn có hiệu quả khắc chế lôi điện chi lực, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng lại không nghĩ rằng nó lại hấp thu nhiều linh kiếm kiếm nguyên như vậy, sử dụng hộp văn tinh kim cùng với tài liệu chân quý dung luyện, uy năng đã tăng lên nhiều. 72 chuôi phi kiếm lại bị dáng mây xám này ảnh hưởng mà linh tính hỗn loạn. Xem ra bảo vật này đã bị đối phương tế luyện một lần nữa, hiển nhiên sau đó uy năng của nó khiến người choáng váng há hốc mồm. Ý niệm trong đầu Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, đồng thời trên tay động tác không ngừng chút nào, mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, vung lên. Lâm vào cũng không sâu, ánh sáng màu xanh bên ngoài 72 chuôi phi kiếm đại phóng lần nữa, từng đạo tóc xanh răng khắp nơi hiển hiện ra, trong khoảnh khắc đẩy dáng mây xám ra một khu vực, dáng mây xám chưa kịp lấp đầy thì tất cả phi kiếm lập tức thu lại bay ngược lại quay về hướng Hàn Lập. Tiểu tử ngươi từ dưới diện dưới đi lên, thứ tốt trên người thật sự không ít. Bộ phi kiếm này cũng rất không tồi, ta coi trọng, trước để bổn thiếu ra lấy A. Hoa phục thanh niên thấy vậy, cười nhạt một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. O, O, N, G phù văn bên ngoài ngọn núi màu xám nở rộ, từng vòng quầng sáng màu xám càng thêm nồng đậm, lập tức từ trong phóng ra, nhộn nhạo phóng đến, bao phủ 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chưa kịp bay xa vào trong. Linh quang trên tất cả phi kiếm điên cuồng rung động, bật lên không thôi, giống như con cá rơi vào trong lưới. Trên mặt Hàn Lập lập tức biến sắc, trong tay bấm niệm pháp quyết gấp gáp. Nhưng lần này, dù cho thúc dục như thế nào, 72 chuôi phi kiếm cũng giống như bị vật gì ghim chặt rồi, căn bản không cách nào hút ra được. Hoa phục thanh niên thấy vậy, há miệng phun ra một cỗ hắc quang, lóe lên chui vào bên trong ngọn núi màu xám. Ngọn núi tản mát ra quầng sáng màu xám, bên trong lập tức hiện ra vô số phù văn màu xám, ngưng tụ thành từng đám tơ mỏng màu xám, quấn quanh đám thanh trúc phong vân kiếm, trong nháy mắt hình thành một đám nhộng màu xám. Thanh trúc phong vân kiếm rung động lắc lư chậm rãi yếu bớt, quầng sáng màu xám lần nữa ổn định lại. Hoa phục thanh niên lại há miệng phun ra một quang đoàn màu đen, có vẻ hơi sền sệt, bên trong có vô số phù văn màu đen lập lòe, tản mát ra một cổ pháp tác chấn động quỷ dị. Quang đoàn lóe lên, phân liệt ra, hóa thành 72 đạo hắc quang, phân biệt chui vào bên trong mỗi một chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Kiếm khí điện mang trên thanh trúc phong vân kiếm vậy mà không ngăn cản nổi, bên trong lập tức lộ ra một vòng màu đen. Hàn lập thấy đối phương sử dụng thủ đoạn quỷ dị, ánh sáng màu xanh quanh thân lóe lên, phóng thẳng đến chỗ hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên thấy vậy, đang muốn động thủ thì tên hắc y mập mạp bên cạnh nhanh chóng nói ra. Thiếu chủ, chỉ là một tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ, người hà tất tự mình ra tay. Người chuyên tâm thu phục bộ phi kiếm kia đi, người này giao cho hai chúng ta. Vừa rồi bọn họ một chiêu chưa kịp ra tay liền bị hàn lập trói lại, thật sự là mất mặt, nếu không thể vãn hồi thất thố lúc trước, địa vị hai người về sau chỉ sợ không ổn. Hắc y gầy còm bên cạnh cũng lập tức gật đầu phụ họa. Người này trước giao cho các ngươi, nhưng đừng có giết hắn, ta còn có việc muốn tra rõ. Ánh mắt hoa phục thanh niên khẽ chuyển, gật đầu nói. Hai người béo gầy đại hỉ, thân hình bắn ra, nghênh đón hướng hàn lập. Trên người hắc y mập mạp nổi lên tinh quang trói mắt, bụng đột nhiên như cái trống, thình lình phồng lớn gấp ba lần, thoạt nhìn giống như một cái bụng cóc lớn. Hắn lập tức há miệng phun ra mãnh liệt một cái, một mảng lớn tinh quang vô cùng sáng trói bắn ra, phô thiên cái địa đánh tới phía hàn lập. Bên trong tinh quang rõ ràng là từng hạt cát lóe lên như những ngôi sao, mỗi một hạt đều phát ra tiếng sấm ù ù, dường như tùy thời đều muốn bạo liệt ra. Trong tay Hắc Y Nhân gầy còm nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đen kịt, bên trong ẩn hiện hư ảnh khô lâu, phát ra tiếng rít chói tai. Người này thúc dục pháp quyết, hỏa diễm trên người lập tức cuồn cuộn một hồi, từng đoàn hắc diễm thoát khỏi cơ thể phóng ra, hóa thành vô số hắc diện quỷ đầu, răng nanh dữ tợn, đánh tới Hàn Lập, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị chói tai kiệt kiệt vô số thanh âm quỷ cười hội tụ cùng một chỗ, dường như vô số cương châm, ùn ùn đâm vào trong óc, lay động nhân tâm. chương 338, Bảo Luân Hiển Huy, Hàn Lập đối mặt thế công của hai người béo gầy, không có ý trốn tránh chút nào, trên người bỗng nhiên kim quang đại phóng, trực tiếp đánh tới tinh quang quỷ đầu đầy trời. Vừa vặn tới, Hắc Y mập mạp thấy vậy, trong miệng chợt quát một tiếng, hai tay áo cuốn phía dưới, tinh xa đầy trời đều bay về phía Hàn Lập, đi được nửa đường liền nhau nhau bạo liệt ra, hóa thành một lôi quang bao quanh to cỡ căn phòng che mất nửa bầu trời huynh uynh rầm rầm tiếng nổ mạnh thanh thế kinh người hầu như cùng một thời gian hắc y gầy còm đưa ngón tay khô héo điểm một cái vào hư không chỗ hàn lập quỷ đầu đầy trời đột nhiên biến ra rất nhiều há to cái miệng rộng phun ra từng đạo ô quang đen kịt đánh tới phía hàn lập ô quang này nhìn như bình thường lại tản mát ra một cỗ khí thức ăn mòn cực kỳ mãnh liệt dường như có thể ăn mòn hòa tan cả hư không những nơi đi qua nổi lên từng tầng rung động trở nên mơ hồ không rõ. Kim quang trên thân Hàn Lập trở nên đậm đặc, thân hình bắt đầu mơ hồ, tốc độ đột nhiên nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, bay vào bên trong ô quang tinh quang đầy trời. Hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa biến hóa tả hữu hết sức xảo diệu, bất luận lôi quang che khuất bầu trời hay là ô quang đen kịt dày đặc, nhìn như muốn bao phủ thân hình hắn, nhưng mảy may không thể. Đúng là lúc này hắn đang thi triển thần thông nghịch chuyển chân luân. Hai người béo gầy vội vàng phóng xuất thần thức, đều muốn tập trung vị trí Hàn Lập, một khắc trước khó khăn lắm mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của Hàn Lập, nhưng một khắc sau hắn đã biến thành hơn 10 người, thành thạo tránh né công kích đầy trời. Ngôi sao trung quanh lôi quang bạo liệt, ô quang quỷ đầu gào thét, nguyên bản đều là công kích cực nhanh, vô cùng lợi hại, nhưng lúc này lại có vẻ chậm chạp, kém cỏi. Hai người béo gầy thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nhưng hai người chưa kịp làm ra cử động nào khác, Hàn Lập đã xuyên qua đầy trời ngôi sao cùng quỷ đầu ô quang. Thân hình như quỷ mị xuất hiện giữa hư không cách hai người chưa đầy trăm trượng, kim quang trói mắt trên người chẳng biết lúc nào đã tiêu tán không thấy. Lúc này hai người béo gầy mới kịp phản ứng, thân hình bắn ngược về phía sau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hãi. Bọn họ có thể tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức liền đưa ra đối sách. Hắc y mập mạp há miệng phun ra hai tấm thuận ong ánh có hình tam giác, quay tít một vòng quanh thân thể y, sau đó hóa thành một tầng màn sáng óng ánh dày đặc đồng thời tinh quang đầy trời lóe lên, hóa thành vô số vòng trong tinh quang, quét về phía Hàn Lập. Cùng lúc đó, trong miệng hắc y gầy còm cũng tụng đọc nhanh chú ngữ, trong cơ thể phát ra thanh âm ca ca. Thân thể của gã thình lình biến lớn bành trướng nhanh chóng, da thịt bên ngoài thân lại nhanh chóng biến mất, thoáng chốc toàn bộ cơ thể biến thành một cỗ hải cốt màu đen cực lớn cao vài chục trượng. Khí tức vô cùng to lớn từ bên trong hải cốt màu đen bộc phát, cơ hồ tăng gấp đôi so với lúc trước. Hai mắt hài cốt màu đen chấp động ánh sáng màu đỏ, một tấm cốt thủ cực lớn, năm ngón tay như năm cự kiếm màu đen, phía trên quấn quanh hỏa diễm đen kịt, chảo xuống đầu Hàn Lập. Hai người hiển nhiên hợp tác đã lâu, cho nên vừa ra tay liền ăn ý dị thường, không cho Hàn Lập cơ hội chút nào. Nhưng vào lúc này, trên thân Hàn Lập nổi lên kim quang chói mắt, một viên luân kim sắc xuất hiện ở phía sau lưng hắn, nhanh chóng xoay tròn. O, O, N, G một tiếng, một tầng gợn sóng kim sắc từ trên người hắn lan ra, trong khoảnh khắc bao trùm phương viên ngàn trượng hư không, bao phủ hai người béo gầy vào trong đó. Thân hình hai người ở trong gợn sóng kim sắc đột nhiên bị trì trệ. Không chỉ thân thể của bọn họ, còn có hỏa diễm linh quang trên người, vòng tròn tinh quang từ không trung rơi xuống, dường như bị đông kết bất động tại đó. Nói là bất động cũng hoàn toàn không chính xác, thật ra là trì hoãn gấp trăm ngàn lần, tuy rằng vẫn còn chậm rãi di động, nhưng thoạt nhìn cùng bất động hầu như không khác nhau mấy. Cái này là thời gian pháp tắc, trên mặt hoa phục thanh niên ở phía xa biến sắc. Lúc này bất chấp thanh trúc phong vân kiếm đang bị nguyên hợp ngũ cực sơn khốn trói, thân hình gã nhoáng một cái bay đến hướng hai người béo gầy. Mà lúc này, thân hình hàn lập đột nhiên điên cuồng hiện ra phía dưới, trong khoảnh khắc huyến hóa thành một kim sắc cử viên cao trăm trượt, thân hình khẽ động, hai quả đấm to lớn trải rộng ngân sắc đường vân hung hăng oanh tới hướng hai người béo gầy. Đối với công kích của cử viên, hai người béo gầy dường như không hay biết, vẫn bảo trì bộ dáng như trước. Sạc sạc một tiếng, dưới cỗ man lực không cách nào nói rõ, màn sáng tinh bích quanh người hắc y mập mạp bị đánh nát dễ như trở bàn tay cự quyền không ngừng chút nào đánh lên trên người y đồng thời một cự quyền khác đập lên trên hài cốt màu đen do hắc y gầy còm biến thành hầu như ngay lúc nắm đấm chạm đến hai người trong nháy mắt gợn sóng kim sắc thu lại hết thảy tốc độ khôi phục lại như cũ phanh một tiếng thân thể hắc y mập mạp đột nhiên bạo liệt ra biến thành thịt nát đầy trời mà bộ hài cốt màu đen nhìn như không thể phá vỡ thình lình cũng vỡ vụn từng khúc ra hóa thành một mảnh xương vỡ đen kịt đầy trời. Thần hồn hai người cũng bị chân ngôn bảo luân cầm cố, căn bản không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền ngay lúc thân hình bị cỗ man lực đánh xuống, cũng theo đó biến mất đi. Hết thảy nói rất dài dòng, bởi vì ảnh hưởng của chân ngôn bảo luân, kỳ thật phát sinh chưa đầy một hơi. Lúc này thân hình hoa phục thanh niên khó khăn lắm mới đến trên không của cử viên, thấy cảnh này, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Mặc dù gã cũng dự đoán thực lực của Hàn Lập, nhưng bất luận thế nào cũng không nghĩ tới hai gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ ở trong tay đối phương lại không thể sống quá một lát công phu. Đang cân nhắc, một tay hoa phục thanh niên phất lên. Một đạo ô quang bắn ra, là một quái kiếm đen kịt khác, hình như răng thú, trên thân kiếm khắc vô số phù văn màu đen, lan ra một cỗ khí tức pháp tắc. Kiếm quang hắc kiếm đại phóng, lóe lên hóa thành cự kiếm màu đen lớn trăm trược, chung quanh thân kiếm hiện ra một hư ảnh dao long màu đen, chém về phía kim sắc cự viên tinh quang trong mắt kim sắc cử viên lóe lên, chân ngôn bảo luân sau lưng bỗng nhiên nghịch chuyển, nhoáng một cái chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy nữa. Thân hình cử viên đột nhiên mơ hồ một cái, biến mất vô tung, làm cho cửa kiếm màu đen chém vào khoảng không. Một ảo ảnh kim sắc như ẩn như hiện 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 ra, bay về hướng nguyên hợp ngũ cực sơn đằng xa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hoa phục thanh niên biến sắc, thân hình lập tức như điện vọt trở về, nhưng mà so với độn tốc quỷ dị của kim sắc cử viên vẫn là kém rất nhiều gã chỉ bay được hơn phân nửa khoảng cách, kim sắc cử viên đã đến nguyên hợp ngũ cực sơn trước, không nói hai lời há miệng phun ra một ngụm máu. Tinh huyết lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đạo huyết sắc hỏa diễm, bên trong có vô số huyết sắc phù văn nhảy lên, vào tới hướng thanh trúc phong vân kiếm. Bay đến phụ cận, huyết diễm nhoáng một cái, liền giống như vật vô hình, trực tiếp xuyên thấu qua quầng sáng cùng kén tầm màu xám, chui vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm. Nguyên bản thanh trúc phong vân kiếm bị áp chế, lại lần nữa ánh sáng màu xanh đại phóng, xé rách từng tầng kén tầm màu xám chung quanh ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn dẫy ruộng không thoát ra được quầng sáng màu xám. Mơ tưởng, hoa phục thanh niên vẫn nộ quát một tiếng, đang muốn bấm niệm pháp quyết thi pháp. Kim sắc cử viên bỗng nhiên quay người lại, kim quang trên hai nắm đấm đại phóng, hai cánh tay mơ hồ một cái, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh. Trong chốc lát, tiếng rít nổi lên, Dậm dạp chẳng chỉ kim sắc quyền ảnh trong hư không hiển hiện phóng tới, điên cuồng công kích về phía hoa phục thanh niên quyền ảnh chưa thật sự rơi xuống, một cỗ man lực vô hình đã quét sạch xung quanh, bao phủ hết thảy hư không chung quanh hoa phục thanh niên, khiến cho thân hình gã trì trệ. Hoa phục thanh niên tránh cũng không thể tránh được, cánh tay vung lên, một tấm thuẫn màu đen bắn ra, hóa thành một tầng màn sáng màu đen chắn ở trước người. Âm âm tiếng nổ lớn, từng đoàn từng đoàn quyền ảnh đấm vào màn sáng màu đen, hóa thành một kiêu dương bạo liệt ra chung quanh, nhưng mà màn sáng màu đen chỉ hơi rung rung, vẫn lù lù bất động bất quá gã cũng bị ngăn cản ở phía xa, nhất thời không cách nào tới gần. Kim quang trên toàn thân kim sắc cử viên lập lè, dưới xương sườn kim quang lóe lên, thình linh lại dài ra hai cánh tay, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Quang mang trên 72 chuôi phi kiếm lần nữa hiện ra, thình linh hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh, mặt ngoài quấn quanh kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to, tê tê e e rung động, phát ra tiếng sấm đáng sợ. O, 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 N, G cự kiếm màu xanh rung động mãnh liệt, sau đó nhoáng một cái biến thành một kiếm quang màu xanh to trăm trượng, hung hăng chảm lên quầng sáng màu xám. Khí tức lăng lệ vô cùng ác liệt từ trên kiếm quang màu xanh lan ra, những nơi đi qua hư không vặn vẹo chấn động, phát ra âm thanh ù ù rung động mãnh liệt. Quầng sáng màu xám run rẩy kịch liệt, cuối cùng xoẹt một tiếng, bị xé nứt mở ra một vết rách. Kiếm quang màu xanh lập tức phóng ra, về tới bên cạnh kim sắc cự viên, một lần nữa hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh, bay múa xung quanh đỉnh đầu Hàn Lập. Cự viên thấy vậy, thân hình lần nữa mơ hồ, mang theo cửa kiếm cùng biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Sau một khắc, giữa không trung bên ngoài nhìn trường, thân ảnh Hàn Lập hiện ra, quanh thân bao phủ hồ quang điện. Cùng lúc hắn xuất hiện còn có chuôi cửa kiếm màu xanh, chẳng qua lúc này đã thu nhỏ lại chưa đủ 10 trường. Hàn Lập há miệng phun ra bản mệnh nguyên khí, chui vào bên trong cửa kiếm màu xanh. Cửa kiếm màu xanh tản mát ra quang mang, đại phóng lần nữa, toàn bộ kiếm thể hầu như biến thành màu xanh cực nóng, giống như một vòng thái dương màu đen còn lưu lại trên thân kiếm lập tức bị càn quét không còn phát ra một tiếng kiếm minh vui sướng hoa phục thanh niên đứng ở chỗ cũ chẳng qua là âm trầm nhìn hàn lập một tay chảo vào hư không nguyên hợp ngũ cực sơn bay vụt đến xoay tròn trên đỉnh đầu gã hai người đều đứng trong hư không nhìn thăm dò nhau đều không có động thủ xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi rồi sau một lúc lâu hoa phục thanh niên phá vỡ trầm mặc nói hàn lập không để ý chút nào tới đối phương 10 ngón tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Quang mang cửa kiếm màu xanh trên đỉnh đầu lóe lên, lần nữa hóa thành 72 chuôi tiểu kiếm, xoay quanh người hắn, sau đó biến thành một tòa kiếm trận màu xanh mịt mờ bảo hộ hắn vào trong. Vốn còn muốn chậm rãi vui đùa cùng ngươi một lát, không nghĩ tới tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan. Đã như vậy, trước bắt ngươi lại, rồi chậm rãi tra tấn thần hồn của ngươi a. Hoa Phục thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa dứt lời, tay áo gã vung lên, một hắc quang khác bắn ra. Hóa thành một khối pháp bảo hình vuông, tứ phương là một nghiên mực màu đen. Bên trên nghiên mực điêu khắc sơn thủy, chim thú cùng với đồ án, làm cho người ta có cảm giác một loại phong cách cổ xưa. Nghiên mực vừa xuất hiện, quay tít một vòng, lúc này vô số kim sắc phù văn rậm rạp tuôn ra, đồng thời một cỗ chấn động pháp tắc kỳ lạ không cách nào nói rõ cuốn ra bốn phương tám hướng. Khí tức trên người thanh niên cũng theo đó để thăng lên, bỗng nhiên phát ra linh áp, dẫn tới hư không bên cạnh có chút rung động lắc lư, nhấc lên từng cỗ phong bạo quét về bốn phương tám hướng. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử co rụt lại một chút. Tu vi đối phương lúc này không che giấu chút nào triển lộ ra, giống như hắn suy đoán lúc trước, nghiêm nhiên là một tu sĩ kim tiên cảnh. Khí thức này so với đám người hô môn đạo nhân, phân nghề còn kém rất nhiều, hơn nữa có chút mơ hồ bất ổn, tựa hồ là vừa mới đột phá kim tiên cảnh giới, bộ dạng vẫn chưa củng cố triệt để. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn là một tu sĩ kim tiên cảnh hàng thật giá thật, dù là chân tiên cảnh hậu kỳ cũng không cách nào đánh đồng đấy chương 339, đồng tử to lớn. Trong miệng hoa phục thanh niên lẩm bẩm rậm rạp chẳng chịt phù văn từ trong miệng cuốn ra, quay tít một vòng, dũng mãnh lao tới nghiên mực màu đen lơ lửng giữa không chung, lóe lên rồi chui vào biến mất trong đó. Lúc này nghiên mực nhanh chóng lớn lên, biến thành một cái nghiên mực to hơn 10 trượng, mặt ngoài đồ án sơn thủy chim thú. Giống như sống lại, trở nên sống động vô cùng, ánh mắt hàn lập rơi vào những đồ án thú điểu trên nghiên mực, chẳng biết tại sao trong lòng hiện lên một cảm giác bất an khó hiểu hai tay thanh niên biến đổi pháp quyết, mười ngón tay xoay tròn như bánh xe trước lồng ngực. Nghiên mực màu đen to lớn quay tròn, vô số hắc khí từ trong nghiên mực hiện ra, chậm rãi xoay tròn quanh nghiên mực, giống như kiểu mài mực, nhanh chóng tạo thành một đám mây đen lớn trăm trượng, bao bọc thân hình thanh niên và cả nguyên hợp ngũ cực sơn vào trong đó, đồng thời mây đen không ngừng khuếch trương lên. Một màn này làm cho Hàn Lập hơi ngẩn ra, sau đó hai mắt nhíu lại, không chút trần trừ thân hình bắn ngược về phía sau, đồng thời thần thức đảo qua. Kết quả thần niệm vừa mới chui vào trong đám mây đen này, liền phát hiện trong đó hỗn độn một mảnh, không cách nào phát hiện được thứ gì. Đang cân nhắc, hắn gội vàng khoát tay, bấm một ngón tay đưa ra. Kiếm quang trên thanh trúc phong vân kiếm đại phóng, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa kiếm liên màu xanh trước người, chuyển động nhanh chóng, lập tức hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí thanh sắc điên cuồng chém về đám mây đen, như gió táp mưa rào liên miên không dứt. Trong chốc lát, suy suy tiếng nổ lớn, bên trong mây đen, vô số kiếm khí tung hoành đan vào, từng đoàn từng đoàn kim quang thanh mang bạo liệt, xuyên thủng đám mây đen thành tổ ong, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà cả đoàn mây đen không ngừng xoay tròn khuếch tán, mặt ngoài những lỗ thủng cuồn cuộn một chút, liền im hơi lặng tiếng khôi phục bình tĩnh. Một vòng kiếm vũ uy lực to lớn tựa hồ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới đám mây đen, bên trong hoa phục thanh niên dường như triệt để biến mất. Hàn lập nhướng mày, đang muốn thi triển thủ đoạn khác. Nhưng ngay lúc này, mây đen rốt cuộc đình chỉ mở rộng, vô số phù văn màu đen hiển hiện ra, hội tụ vào chính giữa trong nháy mắt ngưng tụ thành một hắc cầu lớn cỡ căn phòng hàn lập nhìn cảnh tượng trước mắt suy nghĩ một lát lặng lẽ vẫy tay kiếm lên màu xanh trước người quay tròn toàn bộ các mảnh cánh sen biến ảo thành một màn sáng màu xanh chắn trước người xoẹt một tiếng hắc cầu rung rung một cái mặt ngoài chợt hiện ra một đường màu hồng dựng thẳng sau đó vỡ ra hai bên rõ ràng là một con mắt to dựng đứng ánh mắt trắng ngoãn đồng tử đen kịt tuy rằng so với con mắt bình thường không khác nhau nhiều nhưng lại làm cho người ta một cảm giác yêu dị dị thường. Một đạo ánh sáng âm u lạnh như băng từ trong con mắt cực lớn tán phát ra. Con mắt chợt chuyển một cái, nhìn thẳng vào Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập nhảy một cái, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng càng thêm mãnh liệt vài phần. Theo bản năng, thân hình hắn nhoáng một cái, lướt ngang qua phía bên cạnh, không muốn bị nó nhìn trúng. Bất quá cặp mắt vĩ đại kia lại thông linh dị thường, ngay lúc thân hình Hàn Lập di động, đồng tử cặp mắt vĩ đại cũng lập tức chuyển động. Nhìn theo thân hình của hắn. Trong lòng Hàn Lập thất kinh, ánh sáng màu xanh trên người đại phóng, trong đó còn kèm theo đạo đạo hồ quang điện màu vàng, nhanh chóng xoay quanh bay múa xung quanh. Nhưng bất luận hắn biến ảo thân hình như thế nào, cặp mắt Vĩ Đại thủy chung đuổi sát tới, vậy mà thoát không khỏi, làm cho người ta có cảm giác không thể nào che giấu. Hơn nữa ngay chỗ đồng tử cặp mắt Vĩ Đại, bắt đầu mơ hồ có bạch quang tụ tập, tựa hồ đang tích góp gì đấy. Hừ, đột nhiên Hàn Lập hừ lạnh một tiếng kiếm tiên màu xanh trước người thu lại, sau đó bên ngoài thân độn quang hiện ra, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng đến đám mây đen phía trên cặp mắt vĩ đại. Phốc một tiếng, hắn trực tiếp chui vào bên trong mây đen. Vừa tiến vào bên trong mây đen, Hàn Lập cảm thấy bốn phía hư không u ám, tay áo mãnh liệt run lên, một mảng lớn chất lỏng màu đen hiển hiện ra, tản mát ra khí thức vô cùng trầm trọng, đúng là một tầng trọng thủy mà những năm qua hắn tích góp từng tí một. Những trọng thủy này vây quanh thân thể của hắn, quay tít một vòng, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một vòng hình cầu màu đen thật lớn, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ phạm vi 10 trượng chung quanh, cách ly hắc vụ ra. Làm xong hết thảy, ánh sáng màu lam trong hai mắt hắn chấp động, nhìn về chung quanh. Kết quả là trong tầm mắt của hắn, khắp nơi đều là mây đen cuồn cuộn không ngớt, tầng tầng lớp lớp, hỗn hỗn độn đột, lấy thần thông thanh minh linh mục của hắn cũng chỉ có thể nhìn được khoảng cách chưa đầy trăm trượng. Giống như lúc trước, thần thức ở chỗ này bị hạn chế rất lớn, hầu như không cách nào xuất thể ra ngoài được hàn lập nhíu mày thân hình khẽ động dưới vòng bảo vệ của trọng thủy hắn chậm rãi bay về phía trước tập trung tư tưởng dò xét tình huống chung quanh muốn tận lực tìm ra thân ảnh hoa phục thanh niên bay một hồi lâu khắp nơi trung ao anh đều là mây đen cuồn cuộn cái gì khác cũng không thấy hơn nữa mây đen này nhìn từ bên ngoài cũng không lớn nhưng sau khi đi vào tựa hồ rơi vào một không gian khác như vô biên vô hạn một lát sau thân hình hàn lập dừng lại nhìn về chung quanh khẽ quát một tiếng bàn tay bỗng nhiên đưa về hư không phía trước vẽ một cái phốc một tiếng vang nhỏ một đạo kiếm khí màu xanh vừa thô vừa to dài chừng trăm trượng hiển hiện ra hung hăng chém vào bên trong mây đen phía trước xoẹt mây đen phía trước lập tức bị chém rách ra lộ ra một thông đạo dài mấy trăm trượng bất quá sau một khắc mây đen chung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng hàn lập nhân mày lại tay áo run lên mãnh liệt vù vù 72 chuôi phi kiếm màu xanh từ trong tay áo tuôn ra, ánh sáng màu xanh chấp động, lần nữa lóe lên hòa thành một thể, hóa thành một chuôi cửa kiếm màu xanh to mấy trăm trượng. Thân kiếm tản mát ra ánh sáng màu xanh cực nóng, còn có một đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, giống như mặt trời khiến người không thể nhìn thẳng. Mây đen phụ cận lập tức bị xé nứt ra, lộ ra một khu vực lớn. Hàn lập bấm niệm pháp quyết, hào quang cửa kiếm đại thịnh, hung hăng chém về hư không phía trước. Oanh long long, Mây đen phía trước cuồn cuộn kịch liệt, bị đánh ra một vết sách cự đại vô cùng, một kiếm này uy thế kinh người, hầu như phân không gian mây đen thành hai nữa. Thậm chí ngay cả không gian nơi này cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng mà trừ lần đó ra, cũng không có phát sinh bất kỳ dị biến gì, sau một lát hết thảy ổn định lại, giống như một kiếm lúc trước chưa từng phóng xuất ra. Hàn lập thấy tình hình này, sắc mặt âm trầm, trầm ngâm không nói gì. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên không nghĩ tới người vậy mà có thể xông tới, quả thực khiến ta kinh ngạc một chút. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy có thể tránh thoát diệt hồn chân quang của ta. Đúng là thanh âm của hoa phục thanh niên, thanh âm chưa dứt, chỗ sâu trong hỗn độn phía trước bỗng nhiên hiện ra một đoàn ánh sáng màu trắng lẻ loẹt lóa mắt, bắn nhanh đến nơi này. Ánh mắt hàn lập sụp xuống, không thấy có bất kỳ cử động gì, cử kiếm màu xanh trước người lần nữa phân hóa thành 72 chuôi tiểu kiếm, sau đó hợp thành kiếm liên màu xanh, bắt đầu xoay quanh đỉnh đầu hắn đồng thời mặt ngoài vòng bảo vệ trọng thủy cũng bắt đầu hiện ra mảng lớn thủy quang rơi là trả đoàn ánh sáng trong chớp mắt bay đến cách hàn lập mấy trăm trượng rồi ngừng lại đúng là nghiên mực màu đen kia bất quá giờ phút này biến thành hơi mờ phía sau nghiên mực hoa phục thanh niên đứng chắp tay mặt lộ vẻ cười lạnh ta còn tưởng rằng các hạ làm rùa đen rút đầu không dám ra nghinh chiến hàn lập liếc nhìn nghiên mực to lớn trong miệng cười lạnh ngươi đã vội vã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi Hoa phục thanh niên hít con mắt lại, sắc mặt giận dữ lóe lên rồi biến mất, bấm niệm pháp quyết một cái. Nhiên mực to lớn quay tít một vòng, hào quang vô cùng chói mắt lan ra, mỗi một đạo hào quang như thực chất, phảng phất giống như mặt trời chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Vô số phù văn màu trắng hiển hiện ra, tản ra một cỗ chấn động pháp tác cực kỳ mãnh liệt. Một hư ảnh cặp mắt vĩ đại ở bên trong hiện ra, nhìn về phía Hàn Lập, cùng tình huống bên ngoài giống như đúc. Hàn Lập nhướng mày thân hình nhoáng một cái tránh qua hướng bên cạnh. Nhưng vào thời khắc này, mây đen phía trên hắn đột nhiên cuồn cuộn, vỡ ra hai bên, một ngọn núi màu xám cự đại không hề có dấu hiệu hiển hiện ra, đúng là nguyên hợp ngũ cực sơn. Vô số phù văn màu xám chung quanh ngọn núi nhảy lên, tản mát ra hôi quang chói mắt. Một đạo hôi quang vừa thô vừa to bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hình thành một không gian màu xám cực lớn, nhanh như tia chớp bao phủ thân thể Hàn Lập. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bị hôi quang bao phủ xuống, lập tức mặt ngoài linh quang suy giảm. Hàn lập cảm thấy thân thể bị siết chặt, một cỗ lực lượng giam cầm vô cùng cường đại từ trong hôi quang tuôn ra, một mực giam cầm thân thể hắn tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại phóng, ra sức dẫy giụa. Hôi quang lại ổn như bàn thạch, một cỗ lực lượng pháp tắc không hiểu ở trong đó cuồn cuộn ra, một mực trói buộc chặt thân thể Hàn lập, không thể động đậy. Vào thời khắc này, nghiên mực to lớn phía trước quay tít một vòng, Cặp mắt Vĩ Đại lóe lên, một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới phía Hàn Lập. Bạch quang chưa đến, thần hồn trong não hải Hàn Lập đau đớn một hồi, trước mắt đột nhiên trống rỗng, thậm chí trong đầu nhiều đoạn trí nhớ cũng như muốn mất đi. Thần thức khổng lồ trong đầu Hàn Lập nhảy dựng lên, vậy mà tự động vận chuyển, dị trạng thần hồn lập tức khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức quát một tiếng, phòng bảo hộ trọng thủy quanh người lập tức ngưng tụ trước người, hóa thành một bức tường nước đen kịt, che chắn bạch quang lúc trước nhưng mà bạch quang chiếu xạ lên bức tường nước đen kịt liền đơn giản xuyên thấu qua, không có tác dụng chút nào. Nguy hiểm nhìn cân treo sợi tóc, Hàn Lập há miệng phun ra một cái, một viên luân màu đen bắn ra, đúng là trọng thủy chân luân. Chân luân cấp tốc xoay tròn, hơn nữa nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cự luân màu đen. Mảng lớn thủy quang từ trong cự luân hiển hiện ra, trong đó xen lẫn vô số phù văn màu đen, một cỗ lực lượng pháp tác lan ra, ngăn cản trước người hắn. Bạch quang trói mắt chiếu xạ lên trọng thủy chân luân, lập tức bị ngăn cản, vậy mà không thể xuyên thấu qua trọng thủy chân luân. bất quá trọng thủy chân luân ngưng tụ thành màn nước cũng bị bạch quang nhanh chóng thẩm thấu vào, giữ vững được mấy hơi thở, rốt cục vẫn bị xuyên thấu qua. có bức tường nước này ngăn cản một lúc, hàn lập cuối cùng đã có một cơ hội thở dốc. trong miệng hắn lẩm bẩm, kim quang trên người đại phóng, chân ngôn bảo luân sau lưng hiện ra, mảng lớn gợn sóng màu vàng nổi lên phía trên, cuốn đến bốn phương tám hướng, đồng dạng thời gian pháp tác chấn động cường đại tràn ra có lẽ do thân ở trong không gian hắc vụ, gợn sóng màu vàng này tràn ra vẻn vẹn chưa đủ phạm vi trăm trược, liền ngừng lại. Sau một khắc, một đạo bạch quang liền tiến vào khu vực gợn sóng màu vàng, đột nhiên ngừng lại giống như ngưng kết tại chỗ. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện, bạch quang này đang không ngừng tới gần phía hàn lập, chẳng qua là tốc độ trở nên chậm chạp vô cùng. Sắc mặt hoa phục thanh niên trầm xuống, hư lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm một tay đánh ra mấy đạo pháp quyết về nguyên hợp ngũ cực sơn đang ở giữa không trung vô số phù văn bên ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn bắt đầu hiện ra, tản mát ra hôi quang đại thịnh. vô số phù văn màu xám hiện ra, dung nhập vào bên trong khu vực màu xám phía dưới. không gian màu xám lập tức ngưng thực gấp mấy lần, thân thể hàn lập bị siết chặt. không gian giam cầm chi lực màu xám đại tăng. từng vòng gợn sóng màu xám hiển hiện ra, tản mát ra lực lượng pháp tác vô cùng mãnh liệt, chen vào gợn sóng màu vàng quanh người hàn lập. hai cỗ lực lượng pháp tác giống như hai cỗ sóng lớn hung hăng va chạm vào nhau gợn sóng màu vàng điên cuồng run rẩy một hồi, về sau bắt đầu thu nhỏ lại. Bạch quang lập lè vốn chỉ trệ không tiến lên được, tốc độ đi tới lại theo đó tăng lên, bắt đầu tới gần thân thể hàn lập từng chút một. chương 340, dụ địch, 90 trường, 80 trường, 70 trường, dưới sự áp bách của hôi quang từ nguyên hợp ngũ cực sơn, khu vực gợn sóng kim sắc phóng thích từ chân ngôn bảo luân không ngừng bị áp xúc tốc độ đạo bạch quang kia không ngừng tăng lên. Theo xu thế này, chỉ sợ không bao lâu nữa, đạo bạch quang quỷ dị này sẽ phá tan gông cùng xiềng xích thời gian, rơi vào trên thân Hàn Lập rồi. Trên trán Hàn Lập hiện ra giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, theo bạch quang tới gần, thần hồn của mình không ngừng truyền ra cảm giác đau đớn. Sắc mặt hắn âm trầm, pháp lực trong cơ thể điều động cuồn cuộn ra, không ngừng rót vào trong chân ngôn bảo luân, nhưng vẫn hơi chậm một chút so với tốc độ gợn sóng kim sắc bị áp xúc. Trong mắt hoa phục thanh niên nhịn không được lộ ra một tia đắc ý, há miệng phun ra một viên hắc quang, bên trong vô số phù văn màu đen nhảy lên. Tay gã bấm nhanh pháp quyết, đoàn hắc quang kia liền một phân thành hai, biến thành hai luồng hắc ảnh, phân biệt chui vào trong nghiên mực lớn cùng nguyên hợp ngũ cực sơn. Cả hai đồng thời tỏa sáng hào quang, không gian màu xám bao quanh hàn lập hầu như ngưng tụ thành thực chất, vô số gợn sóng màu xám lập lòe trùng kích, khu vực gợn sóng kim sắc quanh người hàn lập nhanh chóng bị áp xúc lần nữa, thu lại còn khoảng 50 trường.